Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Hai số hotline em để ở hai góc dưới màn hình, các bác có thể xem tham khảo và đặt mua hàng. Mã sản phẩm đầu tiên bên shop về cho các bác đó là cái bơm đạp chân nhá. Lên cho em là bơm này là bơm đạp chân. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000. Đấy, hôm nay thì em sẽ về cho các bác cái ra mã này giá sẽ là 95.000 nhá. 95k cho nó khỏi bị nhầm tên. Đó, lên cho em là bơm đạp chân này. Bơm đạp chân nhá. Đạp chân giá của nó sẽ là 95k này. 95k con bơm đạp chân như này. Đó. Đây. Con này thì các bác dùng để mình đặt chân lên mình đạp như này nhá. Đặt chân lên mình đạp như này. Đấy, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là hai ti như này, có cho các bác là các cái phần kết nối này. Đấy, các phần kết nối ở đây. Đấy, dây giếc của nó cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là bơm đạp chân. Con này giá sẽ là 95.000 nhá, 95.000. Đó. Rất dày dẫn chắc chắn luôn. Có đồng hồ báo hơi cực kỳ là khỏe nhá. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác cái con bơm 1 ti nhá. Con này thì các bác lên cho em là bơm 1 ti. Giá của nó sẽ là 100.000. Hàng của nó thì chất liệu bằng thép hết nhá, khung xương bằng thép. Cực kỳ dày dặn chắc chắn cho các bác luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Daisen của Nhật này. Đấy, của thương hiệu Dailysen của Nhật nhá. Cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Dây của nó sẽ là dây vải như này các bác này. Dây vải như này. Đấy, dây vải, dây bọc vải nhá. Đấy, và có các cái đầu kết nối đầy đủ này. Bơm phao bơm bóng ok. Con này thì giá của nó sẽ là 100.000 nhá. 100.000 thôi. Đấy, cũng có đồng hồ báo này. Bơm thì cực kỳ là ngon luôn. Dây của nó là dây bọc vải như này. Tiếp theo thì em lên cho bác con bơm 2 ti nhá. Các bác lên cho em là bơm 2 ti. Con này sẽ là 230.000. Hàng của thương hiệu Santalay này, Made in Japan này. Con này thì nó sẽ là bơm 2 ti. Đấy, bên em sẽ có là bơm đạp chân, bơm 1 ti và bơm 2 ti. Đó, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Con 2 ti này thì sẽ là 230.000. Và bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Con này 2 ti, khung xương cực kỳ chắc chắn luôn. Cân hơi của nó lên tối đa là 10 cân. 10 cân con này các bác có thể bơm ô tô thoải mái nhá. Đấy, còn con này thì cân hơi của nó là 7 cân nhá. Con này thì của nó sẽ là được 7 cân hơi. Đó. Còn con này thì nó sẽ nhỏ hơn một chút, thì con này bơm cân hơi của nó thì nó sẽ được là đi đây. Con này thì nó sẽ là đi 6 cân nhá, 6 cân. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái chuông cửa nhá. Thì các bác chỉ cần là cắm cái phần này vào điện lưới này. Sau đó thì các bác bấm chuông thôi. Chuông này thì mình để trong nhà này. Còn cái này các bác cắm vào điện lưới cho em. Đấy là nó sẽ kêu. Đây em sẽ cắm thử cho các bác xem. Con chuông cửa này thì sẽ là 145.000 nhá. Cắm cái này vào phần điện cho em này. Đấy. Cắm phần điện trong nhà. Còn cái chuông này thì các bác dán ra ngoài cổng cho em nhá. Dán ra ngoài cổng nhá. Có cả miếng dán đi kèm rồi. Các bác dán ra ngoài cổng cho em. Khách đến họ bấm chuông này. Đó nó kêu này. Đấy thì cái này ngoài tính năng là ứng dụng làm chuông cổng thì các bác có thể để làm chuông gọi người nhá. Ví dụ như nhà mình có người già này. Đấy, người già hoặc người ốm đau thì các bác cứ dán, cứ cắm cái này vào ổ điện ở giữa nhà cho em. Đấy, còn ví dụ người già ở đầu giường thì các bác để cái này ở đầu giường. Bấm phát này là nó kêu là người nhà mình sẽ biết nhá. Lên cho em là chuông cổng nhá, giá sẽ là 145.000 này. 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái dầu gội phủ bạc, hàng của Nhật cực kỳ cao cấp cho bác luôn. Một lọ này thì các bác có thể dùng được là nếu mà nữ thì từ nữ thì sẽ là từ 4 đến 6 lần và nam thì từ 7 đến 10 lần. Đấy, một lọ như này. Và có sẵn lược cho các bác luôn, có sẵn lược nhá. Đấy, có sẵn lược này về nhà các bác chỉ việc là trải vào là xong. Hàng nội địa của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Giá thì hợp lý nhá, 280.000. 280.000. Lên tem là dầu gội phủ bạc nhá. Chất liệu của nó thì là bằng hương liệu tự nhiên, dùng cực kỳ là an toàn luôn, dùng cực kỳ an toàn. Hàng nội địa của Nhật này, Made in Japan này. Đó, dầu gội phù bạc đây. Đấy, tất cả đều là bằng các loại hương liệu tự nhiên này. Đấy, có cả nhân sâm các thứ đây này các bác này. Đó, về nhà các bác cho tiếng Việt và các bác dịch cho nhá. Đó, giá sẽ là 280.000. Tiếp theo thì sẽ là một con máy vắt cam, 190.000. Con này thì rất là tiện rồi, các bác chỉ cần là cắm điện vào cho em này. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 này. Ấn này nó chạy này. Đấy, ấn này nó chạy này. Các bác hình dung cái tay em là quả cam này. Ấn vào đây. Đấy. Và con này có cả đảo chiều luôn nhá. Có đảo chiều này. Đấy. Cứ ấn này là, ấn này nó sẽ đảo chiều này. Vắt cam cực kỳ sạch luôn. Đó. Máy vắt cam nhá. Và nước nó sẽ đọng ở đây 700 ml. Máy vắt cam giá sẽ là 190.000 này. Ngoài ra thì bên em có cái vắt bằng tay là 50.000. Cái này thì nó vắt bằng tay. Đấy, hàng bằng thép không gỉ nhá. Đây. Bằng tay, cái này bằng tay rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần đưa quả cam ở đây vắt. Đây, nước nó sẽ chảy lên đây. Và rác rưởi là nó sẽ đọng ở đây. Máy vắt cam giá sẽ là 50.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con đèn chớp nhá. Đấy, đèn chớp, đèn nháy. Con này thì lên cho em là đèn chớp. Cắm điện thì các bác cắm bên hông này. Đây, cắm cho em bên hông này các bác này. Con đèn chớp này thì là 340.000. Cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đó. Cắm trực tiếp điện 220 là mình sử dụng thôi. Dòng này nó sẽ là một cái dòng cực kỳ là
cực kỳ là đa di năng luôn các bạn. Đấy, cực kỳ đa di năng, dùng rất là thích các bạn. Đây, cắm trực tiếp điện này. Đấy. Hàng siêu đẹp luôn các bạn này. Đó, siêu đẹp luôn. Đây. Đấy. Và các bác cứ mình cứ dùng này thôi. Đó, cứ dùng này thôi cho em nhá. Đấy. Ở đây thì nó rất là nhiều chế độ này. Rất nhiều chế độ luôn. Đấy, nó rất nhiều chế độ như này các bạn này. Và nó có cả nháy theo nhạc luôn nhá. Đấy, đây. Các bác nghe cái tiếng nó nháy này. Đấy, đây. Nháy theo nhạc luôn này, các bác thấy không? Đó. Nháy theo nhạc luôn, rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Thì con này giá của nó sẽ là đi giá của nó sẽ là đi 340.000 nhá. Lên cho em là đèn chớp nhá. Đèn chớp giá của nó sẽ là 340.000. Đó, đây. Rất là đẹp các bác này. Đây. Đấy, em dọi lên tường cho các bác xem này. Đây. Rất nhiều kiểu dáng luôn. Đấy, các bác thấy không? Rất nhiều kiểu nháy luôn nhá. Đó. Tắt điện đi thì tuyệt vời luôn các bác thấy không? Đây. Tắt điện đi thì rất là đẹp luôn đây các bạn này. Đấy. Và có nháy theo nhạc luôn nhá, có nháy theo nhạc luôn. Đây. Các bạn thấy không? Đây. Đấy. Đẹp chưa? Đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Hoa văn của nó rất là đẹp luôn, rất nhiều mẫu hoa văn nhá. Nháy theo nhạc luôn. Đó. Đây em nói nhanh nó nháy nhanh này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đó. Con này thì 340.000 nhá. Có sẵn nguồn rồi, về nhà các bác chỉ cần là sử dụng thôi. Rất tiện này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái một cái Âu như này các bạn này. Đấy, các bác lên cho em đó là sản phẩm này nó sẽ là Âu tròn nhá. Đấy, lên cho em là đây. Nó sẽ là một cái con này thì giá của nó sẽ là 55.000 nhá, 55.000. Đó. Đây. Hàng thì nó sẽ là hàng của Việt Nhật này. Đấy, chuyên đựng thực phẩm rất là ngon luôn. Đó. Đây. Các bác lên cho em là set 3 hộp nhựa nhé, 3 hộp nhựa, nó bằng nhựa như này và nó sẽ là 3 hộp. Đấy, nó sẽ có cho các bác là 3 hộp đều có nắp đậy hết nhá. Nhựa này của nó là nhựa chuyên để đựng thực phẩm nhá, cho nên các bác dùng cực kỳ là an toàn luôn. Đó, đây, hàng của thương hiệu Hokori. Đó, nhựa này nó sẽ là nhựa tiêu chuẩn để đựng thực phẩm nhá. Đó, và nó sẽ có cho các bác là 3 cái ô như này. Đó, ô nào ô đấy đều có nắp đậy hết. 55.000 nhá, 55.000 cho bộ 3 ô tròn như này. Đấy, 3 ô tròn và có Âu chữ Nhật luôn. Lên cho em là set 3 hộp nhựa nhá. Đấy. Lên cho em đó sẽ là set 3 hộp nhựa này. Đấy. Set 3 hộp nhựa nhá. Set 3 hộp này. 3 hộp nhựa, giá của nó sẽ là 55k nhá. Đấy, thì nó sẽ có hình tròn và hình chữ Nhật nhá. Đấy, đều là 3 hộp hết nhá. Đều 3 hộp hết. Có hình tròn và hình chữ Nhật như này. Đấy, thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Kích thước của nó thì cái hình chữ Nhật này thì dài là trên 20. Rộng vào khoảng 15 đến 18 nhá. Còn con này thì nó sẽ vào khoảng là 20. Đó, thì kích thước của nó là như vậy. Đựng thực phẩm, đựng thức ăn đều ok hết nhá. Đây, hộp đựng thực phẩm này. Đấy. Thì nó lên cho em là set 3 hộp nhựa nhá. Set 3 hộp nhựa 55.000. Nó sẽ có hộp tròn và hộp chữ Nhật như này nhá. Các bác lấy muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đó. Chữ Nhật thì cũng rất là đẹp luôn. Nắp của nó là nó sẽ là một cái dòng nắp nhựa như này. Nắp nhựa rất là mềm luôn. Thì các bác dùng nó rất là thích này. Đấy, và rất là khít luôn. Các bác có thể dùng để đựng thực phẩm, đựng thức ăn, để trong tủ lạnh này. Đấy, đồ để đựng rau dợ, rau củ quả để tủ lạnh chồng với nhau cũng rất là ok. Đây các bạn này. Đây, ứng dụng của nó này, nó đựng này, 3 cái nó chồng với nhau này, rất là đẹp luôn nhá. Đó. Rất tiện ích luôn, cái lạnh thế này, 3 cái chồng với nhau như này. Giá sẽ là đi 55.000 thôi. Lên cho em là set 3 hộp nhựa nhá, set 3 hộp nhựa. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái mũ lính nhá. Mũ lính 170.000 cho một con mũ lính như này, 170.000. Hàng này thì đây em test cho các bác xem này, đập thoải mái luôn nhá, đập thoải mái luôn. Đó. Giá thì chỉ có cho các bác là 170.000 thôi. Mũ lính 170.000 nhá. Con này thì các bác dùng để mình sử dụng khi mà mình đi xe máy thì biết đều ok hết. Tại vì là nó có sẵn lót nhựa đây rồi. Cực kỳ là lót xốp đây rồi. Cực kỳ an toàn luôn. Mũ lính giá sẽ là 170.000. Ngoài ra thì bên shop về cho bác cái mẫu mũ cối rất là đẹp luôn nhá. Mũ cối này. Hàng này thì nó sẽ là tuổi đời của nó tương đối lâu đời rồi. 1966 nhá. Công ty này của nó khá lâu đời luôn. Mũ dành cho quân đội này. Đấy, mũ dành cho quân đội như này. Rất chất lượng cho bác luôn, tuổi đời lâu đời rồi. Hàng thì chất của nó là chất fit, cực kỳ là chắc chắn luôn. Giá sẽ là 130.000 nhá. Lên cho em là mũ cối này. Mũ cối giá sẽ là 130.000 cho con mũ cối như này. Chất liệu của nó thì bằng fit, cực kỳ dày dẫn chắc chắn nhá. Chắc lắm các bạn. Đấy, dùng cực kỳ là ngon luôn. Lên cho em là mũ cối 130.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái kìm nước nhá. Đấy, đây nó sẽ là một con kìm nước màu bạc như này. Đấy, lên cho em là kìm nước nhá. Giá của nó sẽ là 55k. 55.000 cho con kìm nước như này nhá. 55.000 cho một con kìm nước như này. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái cân
cân treo nhé, thì em có hai mẫu cân treo vuông và cân treo dài đấy. Con này thì về nhà các bác lắp pin nhá. Đấy, cân treo này thì lên cho em là cân treo vuông này, cân treo vuông như này. Con này thì nó cũng cân tối đa là được từ 50 cân. Tối đa là 50 cân. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Con này là 90.000. Ngoài ra thì bên em có con cân treo dài như này. Con cân treo dài này thì giá của nó sẽ là đi 70.000. 70.000 cho con cân treo dài như này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy. Đều là dòng cân treo, các bác có thể sử dụng đa di năng để mình gọi là cân đồ này, hoặc là các bác có thể là đi du lịch này, hoặc là đi đâu đó mình sử dụng cũng rất là ok luôn. Đấy. Con này thì nó sẽ là cân treo cầm tay này các bác này, cầm tay như này. Đó, cầm tay này và có sẵn pin hết nhá, có sẵn pin. Về nhà các bác lắp và là mình sử dụng thôi. Con này thì sẽ là 70.000. Còn con này thì sẽ là 90.000 nhá. Đấy, con này sẽ là 90.000 cho con cân treo này. Đấy thì các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy, có mẫu 70.000, mẫu 90.000. Đấy, tùy theo nhu cầu mục đích của các bác. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra cùng với ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Đó, các bác mua hàng thì có thể liên hệ ở hai số điện thoại em để hai góc màn hình nhá, hai góc màn hình. Đấy, xem kênh thì cho em xin một nút like các bác nhá, một nút like, một đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Em là Phạm Huấn đến từ Hà Nam các bác nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là hôm nay bên shop về cho bác cái lô mũ da bò nhá. Lên cho em là mũ da bò, giá của nó sẽ là 370.000 nhá, 370.000. Đó. Thì nó sẽ có cho các bác là hàng thì nó sẽ là hàng của thương hiệu Gucci này, Gucci, hàng của made in Italia nhá, Italia các bác. Đấy, mũ da bò 100% là da bò xịn tự nhiên cho các bác luôn. Đội vào thì cực kỳ là đẹp luôn. Đó, đội vào thì rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy. Đội vào thì mũ home form rất là đẹp luôn. Đây em sẽ đội thử cho các bác xem luôn các bác nhá. Mũ da bò các bác này. Đấy. Đội vào thì ôm form cực kỳ là đẹp luôn. Đó, một con mũ da bò chất lượng như này các bác này. Đó, thì các bác có thể tùy theo cái mức cỡ đầu của mình thì mình điều chỉnh cái nấc ở đằng sau này cho em. Đó. Một con mũ da bò cực kỳ là chất lượng luôn. Màu đây, đấy, màu đen này. Có màu đen này, có màu đen này. Màu da bò này. Màu đen, màu da bò này, màu da bò vàng, da bò đây, màu này màu da bò vàng này. Đấy. Một con mũ màu da bò vàng cực chất luôn, màu da bò vàng nhá. Đó. Một con màu nâu này. Đấy, màu đen, màu nâu, màu da bò vàng và da bò thâm nhá. Đấy. Màu da bò vàng và da bò đậm này. Đấy. Đây. Màu này thì nó sẽ đậm hơn một chút này. Đó. Màu da bò vàng, màu da bò đây, có hai màu như này nhá. Màu da bò vàng này, da bò nâu này. Đấy. Đấy, rất đẹp các bác nhá. Đó. Đấy. Thì các bác lên cho em là mũ thì cực kỳ xịn sò cho các bác rồi. Chất mũ thì cực kỳ là xịn sò cho bác luôn. Đấy. Thứ nhất là màu đen màu nâu này. Đấy. Màu đen màu nâu và màu vàng đậm và vàng nhạt nhá. Đấy. Màu vàng đậm, vàng nhạt có hai màu. Đấy, màu vàng đậm, màu vàng nhạt. Mỗi mẫu thì nó chỉ có vài con thôi. Mỗi mẫu có vài con thôi thì em lên nhanh để gửi tới các bác nhá. Đấy. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thắt lưng da bò này, 100% chất liệu của nó là da bò tự nhiên đây. Đấy. Hàng này em bao cho các bác đốt thoải mái luôn, test đốt thoải mái nhá. Mặt của nó thì mặt tráng gương siêu đẹp luôn. Mặt tráng gương siêu đẹp như này. Lẫy của nó thì lẫy mặt tráng gương siêu đẹp, lẫy của nó là lẫy con lăn nhá. Đấy, mặt tráng gương siêu đẹp này. Đấy, hàng mũ da bò này. Đấy, thắt lưng da bò Mỹ này, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đây. Đấy, made in USA các bác này. Đó, made in USA nhá. Đây. Made in USA, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Tiếp theo là thắt lưng này. Đấy, thắt lưng da bò 190.000, ví là 120 nhá, còn mua combo thì sẽ là 300 nhá. Combo của nó sẽ là 300. 300.000 cho hai món. Đấy, một thắt lưng một ví. Còn mua lẻ thì con này là 120 này, made in USA này. Đó. Mua lẻ thì sẽ là 120 nhá. Mua lẻ 120. Còn mua combo thì sẽ là ví là mua combo cả thắt lưng cả ví là 300 nhá. 300 bao ship này. Chất liệu này, 100% da bò luôn, cực kỳ xịn cho các bác luôn. Đây. Đấy, cao cấu thoải mái luôn các bác nhá. Đó. Thắt lưng là 190.000 nhá. Ví là 120 này, thắt lưng 190, ví 120. Đấy. Mũ combo thì sẽ là 300. Còn mũ này là 370.000 nhá. Mũ da bò 370.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái đá mài của Nhật nhá. Đá mài của Nhật nhá. Đá vàng đây. Lên cho em là đá vàng này. Hàng made in Japan, hàng của thương hiệu Katashiwa nhá. Đá vàng thì sẽ là 90.000 nhá. Đá vàng 90.000. Còn đá đỏ thì sẽ là 70.000. Đá đỏ này thì sẽ là 70.000 nhá. Đấy. Đá đỏ này là 70.000 này. Hàng của thương hiệu Katashiwa này. Katashiwa made in Japan nhá. Đó. Còn đá đỏ này thì sẽ là 70.000. Và đá vàng là 90.000.
bên dưới của nó thì nó sẽ có cho các bác là một cái lớp một cái thanh lót cao su như này chống trơn trượt nhá. Đấy. Đá vàng sẽ là 90k nhá, 90k cho viên đá vàng như này. Nó là màu vàng, độ mịn của nó là 5.000 10.000 và viên màu đỏ này thì sẽ là 70k. Đấy, độ mịn của nó sẽ là 3.000 8.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia nước hoa dầu gió Singapore, 40.000 một lọ và một lốc như này của nó sẽ là 450.000. Một lốc này sẽ là 12 lọ nhé. Một lốc này là 12 lọ. Hàng thì hàng của Mỹ và sản xuất ở Singapore nhé. Đấy, lên cho em là dầu gió xanh. Dầu gió xanh nhé, 4.000 một lọ. Đấy. Đấy, nếu các bác mua cả lốc như này là 12 lọ. Cả lốc này là 12 lọ nhé. Thì giá của nó sẽ là đi 12 lọ, giá của nó sẽ là đi 450.000 đây, made in Singapore này. Đấy, dầu gió Singapore. Đây, made in Singapore nhá. Hàng này thì siêu thơm luôn, hàng của Mỹ đây. Đấy, hàng của Mỹ, cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đó, dầu gió xanh. Con này thì dùng cực kỳ thích luôn. Bên shop cũng bán rất là nhiều rồi. Mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu các bác nhá. Đây. Đấy, đây các bác này. Hàng chất lượng luôn. Tem mác đàng hoàng nhá, tem mác đàng hoàng. Đây, các bác này. Đó, USA nhá. USA này, cực thơm luôn. Đấy. Rất là thơm và rất là nóng nhá. Rất thơm, rất nóng luôn. Dầu gió xanh nhá, dầu gió xanh. Thì giá của nó sẽ là 40.000 cho một đây. Đấy, giá của nó sẽ là 40.000 cho một lọ và 450.000 một lốc, 12 lọ. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con Thunder 9D này, Thunder 9D. Đó. Con này thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là rất là đa di năng luôn. Đấy. Cạo râu 9D, cạo râu 9D nhá. Đấy, thì ở đây nó sẽ có cho các bác là cáp sạc này, một thân máy cạo này, một thân máy cạo như này. Đấy, một thân máy cạo này, ba lưỡi kép luôn. Đấy. Các bác nghe cái tiếng râu nó đứt chưa? Xoẹt xoẹt luôn. Đấy, em mới vừa liếc qua mà râu nó đứt đầy ra đây rồi này. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Một đầu cạo râu này. Đấy, một đầu cạo râu này, một đầu tỉa lông mũi này. Đấy, cạo râu, tỉa lông mũi này. Rồi có cả cho các bác là đi cái phần để các bác cạo râu, tỉa lông mũi. Rồi có cả phần tăng đơ chấn viêm nhá, tăng đơ chấn viêm nữa. Đó. Đa di năng cho các bác luôn. Lên cho em là Thunder 9D nhá. Giá sẽ là 4 là Thunder 9D, giá sẽ là 95.000. 95.000 Thunder 9D như này. Tiếp theo là cân cân 10 nhá. Đấy, cân 10. Con này thì nó sẽ cân được 10 cân, hàng của thương hiệu Winling của Đức nhá. Đấy, Winling hai hình người của Đức nhá. Đấy, mặt cân bằng inox hết nhá. Đấy, về nhà các bác lắp pin vào cho em, lắp pin vào đây. Đấy, có cả nhớ số luôn, cân 10. Đấy, mặt cân bằng inox rất là xịn sò cho bác luôn. Đó. Đây, về nhà các bác bóc cái dây bóng này ra. Đó, có pin sẵn cho các bác luôn. Cân 10 nhá. Cân được 10 cân, 120.000. Đó, con này thì các bác dùng trong nhà bếp nhá. 120.000, cân 10. Đá vĩnh cửu này. Đấy, 70.000 một hộp này. Hàng thương hiệu Winling của Đức này. Đó. Cái này thì các bác về các bác bỏ vào ngăn đá tủ lạnh này, ngăn đông tủ lạnh. Đấy, mình dùng để uống rượu, uống bia, uống nước giải khát không bị mất cái độ nguyên chất nhá. Đấy, một vỉ này của nó là 6 viên. Lên cho em là đá vĩnh cửu, giá của nó sẽ là 70.000 một hộp như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia đèn bóng tròn nhá, 80.000 quả bóng tròn như này. Cái này của nó thì nó sẽ là dòng năng lượng mặt trời. Đấy, có pin năng lượng mặt trời này. Đấy, có sáng mạnh, sáng vừa này, nhấp nháy này. Đó, thì dùng rất là tiện luôn, mất điện mất đóm các bác dùng con này cho em. Đấy, có quai đeo như này nhá, có quai đeo như này dùng rất là tiện này. Đấy, giá sẽ là 80.000 nhá, bóng tròn. Giá sẽ là 80k cho quả bóng tròn như này, có cáp sạc và có cả pin năng lượng mặt trời luôn. Tiếp theo thì đây, ngoài cái cân 10 thì nó sẽ có cho các bác là cái cân 5 này. Cân 5 thì con này nó sẽ là dùng được là 5kg. 5kg nhá. Đấy, 5kg như này. Con này thì không kèm pin đâu. Đấy, cũng có nhớ số như chiếc đầy đủ luôn. Con này thì không kèm pin nhá. Đấy, con này thì giá sẽ là 50.000 thôi. Đấy, con kia cân 10 là 120. Còn cân 5 này sẽ là 50.000 nhá. 50.000. 50.000 cho con cân 5 như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái bộ cắt móng tay này. Bộ cắt móng tay thì đầu tiên nó sẽ là bộ 3 móng Đức nhá. Bộ 3 móng Đức. Bộ ba móng Đức này thì giá sẽ là 90.000. 90.000 cho bộ ba móng Đức như này. Đấy. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là ba cái bấm móng này. Đấy, ba cái bấm móng như này. Đó, ba bấm móng cực kỳ là ngon luôn. 90.000 cho cái bộ ba bấm móng Đức như này nhá. Bấm cực kỳ là ngon luôn. Đấy, nó sẽ có cho các bác là một cái bấm móng to này. Đấy, con này rất là to luôn. Đấy, bấm móng to nhá. Đó. Bộ bấm móng to này, đấy. Bộ bấm móng to như này nhá. Đấy, một cái bấm to này. Một cái bấm nhỡ và một cái bấm khóe này. Đây, con này thì nó sẽ đưa vào các cái khóe tay khóe chân được này. Đấy, đưa vào khóe tay khóe chân. Combo cho các bác 3 món như này.
giá sẽ là 90.000 nhá, đựng trong cái hộp nhôm cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Đấy, 90.000 cho con này. Tiếp theo thì sẽ là một con ví hồng nhá. Con này nó sẽ là ví màu hồng này, 50.000 cho con ví màu hồng như này. Ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác các cái chi tiết như này. Đó, con này sẽ là 50.000 nhá, 50.000 thôi. 1 2 3 cái bấm móng này, tỉa rồi là lấy dây tai này, nặn mụn này, đầy đủ cho bác luôn các cái combo như này nhá. Giá chỉ có 50.000 thôi. 50.000 cho cái bộ ví hồng này, lên theo là ví hồng này. Giá sẽ 50.000 này. Ngoài ra thì sẽ có cái bộ ví xanh cao cấp hơn là 100.000. Bộ này thì to hơn nhá, to hơn một chút này. Đó, to hơn một chút như này. Đây, rất là to luôn, các bác thấy không? Đây, rất to này, nhiều chi tiết hơn. Đấy, nhiều chi tiết hơn, có cả mài gót chân luôn. Bộ này thì sẽ là 100.000 nhá. Ví xanh là 100.000 các bác nhá. Đấy. Ví xanh 100.000 con ví xanh như này. Tiếp theo thì sẽ là bộ bài vàng này. Bộ bài vàng 35.000. Đấy, đây nó sẽ là bài bằng nhựa nhá. Bài bằng nhựa dùng cực kỳ là ngon luôn các bạn này. Đấy, gập và thoải mái luôn. Bộ bài vàng như này, rất đẹp này. Bài bằng nhựa rất đẹp luôn nhá. Bộ bài vàng 35.000 cho bộ bài vàng như này. Đấy, Tết nhất N là các bác mua dùng để mình chơi rất là tiện ích luôn. Bộ bài vàng 35.000 nhá. 35.000. Tiếp theo là con loa 2 mic này. Loa 2 mic như này, con này thì sẽ là 120.000. Đấy. Nó sẽ bao gồm loa các bác có thể kết nối vào Bluetooth này. Đấy, loa kết nối vào Bluetooth, có kèm cáp sạc và có cho các bác là 2 mic luôn. Vừa kết nối vào Bluetooth, vừa nghe nhạc, vừa hát karaoke thoải mái luôn. Đấy, kết nối vào Bluetooth này, nghe nhạc, hát karaoke này. Đó, các bác có thể bật mic lên cho em này, bật nguồn lên này. Đấy, bật nguồn lên nhá. Đó, sau đó thì bật nguồn mic lên này. Các bác có thể alo kết nối này. Đó. Alo, alo, 1234. Alo, 1234 567890. Alo, alo. Đó, thì các bác có thể dùng để nghe nhạc này, hát karaoke rất là thoải mái luôn nhá. Đó, giá chỉ có 120.000 thôi. Đấy, mang đi các bác có thể hát karaoke nghêu ngao nghe nhạc cũng rất là ok luôn. 120.000. Lên cho em là loa 2 mic 120.000 này. Tiếp theo thì đến cái bộ đó là cái máy đo huyết áp nhá. Con này thì vừa đo huyết áp vừa đo nhịp tim được hết luôn. Đo huyết áp, đo nhịp tim. Bác nào mà bị các cái bệnh ví dụ như là huyết áp này, đấy cao thấp các thứ thì các bác dùng con này cho em. Về lắp pin vào đây nhá. Lắp pin vào đây. Đó, rất là tiện ích luôn. Lắp pin vào đây là mình sử dụng thôi. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là đi lên cho em là máy đo huyết áp nhá. Giá chỉ sẽ là 160.000. 160.000 cho con máy đo huyết áp như này. 160.000 các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ lưỡi kem nhá. Bộ này thì bao gồm cả lưỡi cả kem luôn. Đấy, nó vào khoảng là 30 lưỡi, cả lưỡi cả kem luôn, tha hồ thoải mái cho bác sử dụng nhá. Đó. Cả lưỡi cả kem đầy đủ cho các bác luôn. Đó. Lưỡi kem, bàn cạo, bàn kiếp các thứ đầy đủ. Về nhà các bác chỉ việc dùng thôi. Đấy. Đây, combo cho các bác này. Đấy, một bộ này sẽ là bao gồm như này. Đấy. Bộ sẽ bao gồm là 30 lưỡi này, 30 lưỡi, một lọ kem và một cái bàn cạo này. Một bàn cạo, một lọ kem và 30 lưỡi kép như này nhá. 30 lưỡi kép sáng bóng như này. Các bác dùng để mình cạo râu cho em cực kỳ là ok luôn. Bộ lưỡi kem, giá của nó sẽ là đi 5. Đây, giá của nó sẽ là đi 55.000 nhá. 55.000 cho cái bộ lưỡi kem như này. Lên theo là bộ lưỡi kem, giá sẽ là 55.000 nhá. 55.000. Tiếp theo là con máy đánh trứng này. Con này sẽ là 80.000 cho con máy đánh trứng như này. Đấy, con này thì các bác dùng để đánh trứng này hoặc là pha cà phê các việc đều ok hết nhá. Đấy, đây nó sẽ là một thân máy này. Hàng chạy bằng pin nhá. Về nhà các bác chỉ cần lắp những cái đầu này vào cho em này. Đấy, lắp các đầu kết nối vào đây. Đấy, ở đây nó sẽ có cho các bác cái đầu này mình lắp vào cho em. Đó, lắp vào là nó sẽ xoay thôi. Các bác lắp đúng lẫy đúng chiều mũi tên cho em là được nhá. Đây nó sẽ có một cái mũi tên như này. Các bác lắp đúng cái mũi tên cho em. Đấy. Lắp đúng cái mũi tên là nó sẽ sập vào là mình sử dụng thôi. Đấy, đây thì nó sẽ có cho các bác là hai cái thân như này nhá. Hai cái thân như này. Đấy, các bác cứ lắp vào này. Đấy, đánh trứng này. Đấy, đánh rất là tít luôn. Trứng rồi cà phê, cà pháo các bác dùng rất là tiện nhá. 80.000 cho con máy đánh trứng như này nhá. Lên theo là máy đánh trứng. Giá sẽ là 80.000, dùng sạc pin thì rất là tiện. Hết pin thì các bác lại sạc đầy vào cho em, lại dùng. Một lần sạc như này có mà dùng cả tháng luôn. Máy đánh trứng 80.000 nhá, 80.000. Tiếp theo thì kệ rửa bát này. 90.000 cho con kệ rửa bát như này. Đấy, kệ rửa bát ở đây thì nó sẽ là một cái kệ rất là to luôn nhá. Đấy. Các bác có thể lắp vào cái vòi chậu rửa này, lắp vào vòi chậu rửa có cả khay hứng nước luôn. Xoáy cái này ra. Xoáy cái này lắp vào vòi chậu rửa cho em. Cái này là khay đổ nước đi này. Đấy, treo khăn, treo xiếc này. Đấy, lên cho em là kệ rửa bát nhá. Kệ rửa bát rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần xoáy cái này ra, lắp vào cái phần vòi chậu rửa cho em là xong. Kệ rửa bát. Giá sẽ là 90.000 cho cái kệ rửa bát như này, to dày dẫn chắc chắn, dùng rất là tiện luôn. Kệ rửa bát 90.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái hộp ô tô nhá. 80.000 cho một cái hộp ô tô như này. Đấy. 80.000 cho một hộp ô tô như này. Một hộp này của nó thì nó sẽ là vài chục chiếc luôn nhá.
Đấy, vài chục chiếc luôn, rất là tiện này. Đấy, hộp này vài chục chiếc luôn. Giá sẽ là 80k, tầm là khoảng 30 cái nhá. 30 cái. Ô tô này về các bác mua cho các bé chơi thả sức sáng tạo luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là đi 80.000 thôi. 80.000 một hộp này tầm là khoảng 30 chiếc luôn. 30 chiếc ô tô tha hồ dùng nhá. Máy đọc thẻ này, máy đọc thẻ giá 80.000 luôn. 80.000 cái máy đọc thẻ như này. Đấy, thì ở đây nó sẽ là một thân máy này. Một thân máy và một hộp thẻ như này bao gồm cho các bác là 112 thẻ với các chủ đề khác nhau. Đó, 112 thẻ các chủ đề khác nhau luôn. Bố này, đấy. Các bác bật máy lên cho em này. Cái này thì các cháu nhà mình vừa học vừa sáng tạo được luôn nhá. Bật máy lên này, lắp vào cho em này, lắp đúng chiều mũi tên này, đấy. Bố. Father. Đó, thế rất tiện ích luôn nhá. Mẹ. Mother. Đó, đầy đủ các chủ đề luôn, các chủ đề các ngôn ngữ khác nhau. Tha hồ cho các em thoải mái lựa chọn sáng tạo nhá. Đấy. Với 112 chủ đề với 224 mặt khác nhau để cho các bé tha hồ thỏa sức sáng tạo và lựa chọn. Lên theo là máy đọc thẻ giá 80.000 này. Tiếp theo em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái thớt tre này. Thớt tre 70.000 cái thớt tre như này dùng rất là tiện này. Ví dụ nhà các bác muốn dùng thái đồ ăn chín này hoặc là thái rau thái dợ dùng con này vừa nhẹ nhàng vừa tiện ích này. Đó, giá thì chỉ có cho các bác là 70.000 thôi. Thớt tre 70.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái khay mứt nhá. Giá sẽ là 145.000 cho một con khay mứt như này. Đấy, 145.000 các bác nhá. 145.000 cho cái khay mứt như này. Rất là tiện luôn, 145.000. Đấy, về nhà thì các bác chỉ cần là kết nối lắp vào cho em là xong. Lắp vào ở đây nó sẽ có các cái đầu như này và các cái khay như này. Đấy, về nhà các bác lắp vào cho em. Khay mứt này, 145.000. Có khay to, khay nhỏ đầy đủ cho bác luôn, combo như này. Đây. Khi các bác lắp vào thì nó sẽ lên hình như này các bác này. Lên hình như này nha. Đó, lên hình như này rất là tiện luôn. Đây. Đấy, đúng như này luôn. Đó, rất là đẹp nha, bằng nhựa thôi. Giá sẽ là 145.000. Lên cho em là khay mứt nhá, 145.000. Về nhà các bác tự lắp ráp vào cho em. Lắp ráp vào thì nó sẽ như này các bác này. Đó, khay mứt 145.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái thảm mà các bác lên cho em đó là đệm ghế nhá. Cái này nó sẽ là dùng bằng tổ ong như này. Đấy, rất là mềm luôn. Các bác dùng để mình ngồi ở ghế này, vừa là ấm áp này, vừa là êm ái này, bác nào hay bị trĩ này, đấy hoặc là đau mỏi này, dùng cái này cho em rất là tiện luôn. Giá thì chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là đệm ghế nhá. Giá sẽ là 80.000 cho cái đệm ghế như này. Mặt chống trơn trượt này. Đấy, dệt than tổ ong này. Đó, rất là êm ái luôn. Đấy, ngồi thì cực kỳ là ngon, kể cả ngồi lên trứng cũng không vỡ luôn nhá. Đấy, giá sẽ là 80.000 này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái sáp ong nhá. Sáp ong như này để về nhà các bác đánh bóng đồ gỗ rất là tốt luôn. Đánh bóng đồ gỗ. Giá sẽ là 25.000 cho một lọ sáp ong như này. Chuyên dùng để đánh bóng đồ gỗ rất là tốt luôn. Đấy, các bác dùng để đánh bóng đồ gỗ cho em. Lên cho em là sáp ong nhá. Giá sẽ là 25.000. Đây các bác này, đấy mình lau lên đâu là bóng ở đấy, các bác chỉ cần cho ra cho em. Sau đó thì mình lau lên, đấy. Đưa khăn và mình lau lên đồ gỗ của mình sẽ bóng nhoáng luôn. Đó, Tết nhất đến nơi rồi. Chỉ có 25.000 một lọ thôi. Các bác dùng để mình đánh bóng đồ gỗ thì cực kỳ là đẹp và tiện ích luôn. Đó, đây. Lau lên đâu là nó bóng ở đấy các bác nhá. Lau lên đâu là nó bóng ở đấy. Rất là đẹp luôn. Các cái đồ gỗ nhà mình nó bị cũ này, bị bẩn này, đấy. Thì các bác dùng cái sáp ong này lau lên cho em trần gỗ, sàn gỗ, đồ gỗ, tủ gỗ nhá. Đánh rất là bóng luôn và đẹp nhá. Đó, giá thì sẽ là 25.000. 25.000 cho một cái lọ đánh bóng đồ gỗ nhá, rất là đẹp luôn. Đó, lau lên cái là bóng đẹp luôn các bạn. Đấy, đây. Lau lên cái là đánh đẹp luôn các bạn này. Đấy, bóc ra cho em này. Đấy, bóc ra sau đó thì các bác lau trực tiếp lên các cái bề mặt của đồ gỗ cho em. Đấy, rất tiện ích luôn. Rất tiện các bác nha, đánh bóng đồ gỗ. Phục hồi làm bóng rất là tốt luôn. Đây. Đấy, các bác thấy chưa? Đó. Lên cho em là sáp ong nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với số Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Hôm nay thì bên shop về rất là nhiều mã hàng mới nhá. Đầu tiên thì em về cho các bác cái mã đèn nhạc này. Mã của nó sẽ là đèn nhạc và giá là 190.000. Con này bao gồm cho các bác là cả nguồn nghiếc đầy đủ cho các bác luôn. Nó sẽ có cho các bác là hệ công tắc này, công tắc và đèn ở đây. Các bác có thể tắt đi bật lên này.
Đấy, con này thì nó sử dụng điện nhá. Ngoài ra thì các bác có thể lắp pin này, nó sẽ sử dụng là 3 viên pin đồng hồ này, 3 viên pin đồng hồ. Ngoài ra các bác có thể cắm điện trực tiếp nhá, cắm điện trực tiếp. Con này thì ngoài tính năng là đèn sáng này thì nó còn có cả nhạc đấy nhá. Đây, các bác có thể bật cái công nút này lên này. Đó. Đấy, thì các bác có thể truyền bài ở đây. Đấy, to nhỏ ở đây nhá. Có cả tụ kinh niệm Phật các thứ đầy đủ cho các bác luôn nhá. Đó, và một con đèn rất là đẹp. Nói chung là các bác thích dùng tính năng âm nhạc thì dùng, không dùng âm nhạc thì các bác có thể dùng là làm một chiếc đèn thờ như này cũng rất là ok luôn. Thì lên cho em là đèn nhạc nhá. Chiều cao của nó thì vào khoảng là 25 cm, bản rộng của cái phần hoa sen này vào khoảng là 10 cm. Đó, và hoa văn rất là đẹp luôn. Hoa văn âm ánh sáng rất là đẹp nhá. Ánh sáng đổi màu rất đẹp luôn. Giá sẽ là 190.000. Lên cho em là đèn nhạc 190.000 nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con khay mứt tết này. Đây, đấy, nó sẽ là một cái khay như này. Giá của nó sẽ là 145.000 cho khay mứt tết như này. Ở trên, ở dưới thì nó sẽ có là 3 4 4 4 ngăn. 4 ngăn như này nhá, 4 cái ô như này. Và trên là một cái ô to thì các bác có thể đựng bánh kẹo này rồi là hạt dưa hướng dương đầy đủ cho bác luôn. Rất là đẹp. Đấy, chất liệu của nó thì bằng nhựa mạ chrome nhá. Bằng nhựa mạ chrome vàng sáng bóng đẹp cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là hợp lý nhá. Chỉ có cho các bác là 145.000 thôi. Lên cho em là khay mứt tết này, giá sẽ là 145.000 cho con khay mứt tết như này. Chiều cao tổng thể của nó thì vào khoảng là 30 cm. Đó, chiều rộng của nó thì cũng vào khoảng là 30-35 cm. Cái âu cao trên này thì vào khoảng là gần 20 nhá. Còn âu dưới này thì vào khoảng là 12-15. Đó, rất là đẹp cho các bác luôn. Rất là đẹp. Các bác có thể dùng để deco trang trí ở trong cái khu vực phòng khách nhà mình. Tiếp theo em lên cho bác con rìu sói, giá sẽ là 350.000 cho con rìu sói như này nhá. Lên cho em là rìu sói, nó sẽ là hình con sói như này, 350k. Đó, 350.000. Chiều dài tổng thể của nó thì nó sẽ vào khoảng là 30 cm. Phần lưỡi này là 10 cm nhá, lưỡi khoảng 10 cm. Siêu bén luôn. Cái đầu này đầu nhọn các bác có thể dùng để bổ các kiểu này. Đấy. Còn đầu này là đầu lưỡi này, đầu lưỡi của nó thì rất là sắc luôn. Cán của nó thì úp gỗ rất là đẹp nhá. Và con này thì nó sẽ có cho các bác một cái bao vải bố như này, một cái bao vải bố như này các bác bỏ vào. Đấy, nó hình con sói rất là đẹp này. Hàng thì nó sẽ là hàng của Mỹ nhá. Made in USA này. Đó, made in USA các bác ơi. Đây, made in USA. Đó, hàng của Mỹ cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên mã giúp cho em là rìu sói nhá. Rìu sói của Mỹ. Giá sẽ là 350.000 cho con rìu sói như này. 350.000. Lên cho em là rìu sói 350.000. Tiếp theo thì nay bên shop về cho các bác một cái sản phẩm đó là cái chốt cửa nhá. Đấy, đây nó sẽ là một cái chốt cửa ngang. Các bác lên cho em là chốt cửa ngang. Con này thì nó rất là tiện ích luôn. Đấy. Ứng dụng thì cực kỳ là đơn giản các bạn. Ứng dụng thì rất là đơn giản thôi. Đây, nó sẽ bao gồm như các bác là hai phần như này. Về nhà các bác chỉ cần là bắt vào cửa cho em này. Đấy, sau đó thì mình cần khóa thì mình sập nó vào, không có thì mình bỏ ra, còn cần khóa thì mình sập vào như này cho em là xong. Lên cho em là chốt cửa ngang nhá. Chốt cửa ngang, giá sẽ là 25.000 một chiếc nhá. 25.000 một chiếc như này. Rất là tiện luôn, lật ra này. Đấy, sập vào này. Chất liệu của nó thì bằng thép không gỉ nhá. Thép trắng không gì. Các bác khi mở cửa thì các bác lật ra cho em, còn khi sập thì mình sập vào như này. Thì nhà các bác có cổng có cửa thì mình dùng nó rất là tiện nhá. Đấy, rất là tiện luôn. Chỉ cần sập vào này là xong. Và các bác có thể khóa trực tiếp vào đây. Khóa trực tiếp vào đây nhá. Ở đây thì nó sẽ là bắt vít hoặc các bác hàn trực tiếp nhá. Đấy, thì khi bên em gửi kèm thì sẽ gửi kèm vít cho các bác luôn. Về nhà chỉ việc bắt vào cánh cửa cánh cổng thôi. Đó, chốt cửa ngang, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho một cái chốt cửa ngang như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái mã sản phẩm đó là cái vòi các bác lên cho em đó là các bác lên mã giúp cho em đó là con này thì có cả nóng cả lạnh luôn nhá. Đấy, có cả nóng cả lạnh luôn. Chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng nhựa và mạ chrome nhá. Kết nối thì bằng đồng hết này, kết nối thì bằng đồng, còn bên ngoài thì bằng nhựa mạ chrome. Giá sẽ là 110.000 nhá. 110.000. Đấy, đầu kết nối như này các bác có thể lắp vào vòi nước để mình rửa ráy rất là ok luôn. Lên mã giúp cho em đó là các con này thì các bác lên cho em đó là vòi vuông nhá. Vòi vuông. Đó, vòi vuông như này. Lên cho em là vòi vuông, xoay 360 độ được luôn. Đó, các bác có thể xoay 360 độ này rất là ngon nhá. Đấy. Giá sẽ là 110.000. Chất liệu của nó thì bằng nhựa mạ chrome và cái phần bên trong này hả? Con này các bác lên cho em là vòi xám nhá. Đấy, nó màu xám như này, lên cho em là vòi xám này. Vòi xám, giá của nó sẽ là 110k nhá, 110k. Chất liệu của nó thì bằng nhựa mạ chrome siêu đẹp luôn. Đó, mạ chrome màu bạc, màu xám đẹp như này.
Đó. À, cây này thì các bác có thể lắp vào chậu rửa mặt này, chậu rửa mặt này, chậu rửa bát này, đấy, đa di năng được luôn. Đấy. Chậu rửa mặt, chậu rửa bát, đa di năng nhá. Đấy, xoay các kiểu con là điều được luôn. Rất là tiện này. Các bác có thể xoay đảo các kiểu con là điều được luôn. Đó. Nó bằng nhựa thôi nhưng mà con này thì dùng rất là đã luôn. Phần kết nối này bằng đồng hết này. Đấy, có hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn thì dùng rất là tiện. Đây. Đấy, các bác có thể xoay ra như này để mình dùng mình rửa ráy này. Đấy, rửa ráy xoay đi xoay lại như này. 300 xoay 360 độ luôn. Đó. Lên mã giúp cho em đó là vòi xám nhá, 110.000 cho con vòi xám như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái ổ điện 3 tầng, giá sẽ là 220.000 nhá. 220.000 cho cái ổ điện 3 tầng như này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cả công tắc đóng ngắt luôn. Có cả công tắc đóng ngắt luôn các bác nhá. Đây. Cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đấy, cắm trực tiếp điện 220 cho em. Có công tắc đóng ngắt như này nhá. Đấy, có công tắc đóng ngắt như này. Có hai chân USB này. Đấy, hai chân USB và có cả cầu dao ngắt luôn, có cả cầu dao ngắt, hai chân USB và nó sẽ có cho các bác là 1 2 3. Đấy. Mỗi tầng này sẽ có 4 ổ cắm và có công tắc đóng ngắt nhá. Như vậy là các bác sẽ có cho em là đi tổng cộng là đi 12 cái ổ cắm nhá. 12 ổ cắm 1 2 3 này, 3 mặt nhân với lại 4 mặt 3 ổ, đấy 11 ổ thì cái chân này nó là USB rồi. Công tắc đóng ngắt luôn. Lên cho em là ổ điện 3 tầng nhá. Ổ điện 3 tầng giá sẽ là 220.000, 220.000 cho ổ 3 tầng như này. Có cho các bác là màu trắng và màu xanh nhá. Màu trắng xám và màu xanh như này. Dây thì nó sẽ dài khoảng 1,5 m đến 2 m nhá. 1,5 m 2 m có công tắc đóng ngắt, có ổ USB đàng hoàng. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái bơm các bác lên mã giúp cho em đó là nó sẽ là một cái con bơm dẫn chân nhá. Con này thì dùng để dẫn chân. Đấy, giá sẽ là 100 cành. Của nó thì chất liệu của nó bằng nhựa nhưng mà nó là nhựa ABS. Con này các bác có thể bơm ô tô thoải mái luôn, bơm ô tô thoải mái nhá. Dây giếc cực non luôn mà có các cái đầu nguồn để các bác kết nối bơm phao bơm bóng đầy đủ này. Đó, rất là ngon lành cho bác luôn. Đó. Rất là ngon lành chắc chắn nhá. Có thể gấp gọn được nhá. Đấy. Có thể gấp gọn được khi các bác thả cái này xuống thì mình giữ chân, còn gấp gọn thì mình đẩy đây. Đấy. Đẩy xuống đu vào đây cho em. Cái này các bác có thể dùng để bỏ cốp xe này, có đồng hồ báo luôn. Lên cho em là bơm dặn chân nhá. Đấy. Lên cho em là bơm dặn chân. Giá của nó sẽ là 100.000, 100.000 cái bơm dặn chân như này. Đó, bơm dặn chân. Giá của nó sẽ là 100.000. Hàng cực kỳ là dày dẫn chắc chắn và ngon lành cho các bác luôn. 100k cho con bơm dặn chân như này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một cái sản phẩm đó là cái các bác lên mã giúp cho em đó là led hoa nhá, led hoa. Ở đây nó sẽ là hình bông hoa như này. Có cái tên led hoa nào chưa? Thì các bác lên cho em là led cây nhá. Đây nó sẽ là một cái cây như này các bác này. Đấy, một cái cây hoa rất là đẹp luôn. Các bác về các bác có thể vặn ra như này. Và con này ưu điểm của nó thì sử dụng năng lượng mặt trời nhá. Về nhà khi mà các bác muốn test ấy thì các bác phải che cho em cái tấm pin này đi này. Đấy, che tấm pin này lên thì led nó sẽ lên. Tắt điện anh Tí Phương ơi. Đấy. Và đây nó sẽ có công tắc nhá, công tắc này. Đấy, nó sẽ có chữ S và chữ đây nó sẽ có chữ S và chữ F này. Đấy, tắt. Rồi tắt điện đi. Đây. Rất sáng luôn các bác này. Đấy, rất sáng luôn các bác thấy không? Đó. Ở đây nó sử dụng pin năng lượng mặt trời nhá, pin năng lượng mặt trời. Tức là nó sẽ có cho các bác là một là chế độ nhấp nháy, hai là chế độ để nguyên này. Đấy, đây là chế độ để nguyên này. Đó. Thì nó sẽ có là F và S thì các bác điều chỉnh mình muốn nhấp nháy thì nhấp nháy nhá. Muốn nhấp nháy mà muốn để yên cũng được. Đó. Chế độ pin năng lượng mặt trời. Đây. Đấy thì được rồi bật đi. Đấy. Sang bên F này là nhấp nháy này, còn bên S này là đứng yên nhá. Đấy thì nó sẽ có như vậy cho các bác và khi các bác test thì phải che pin đi cho em. Che pin cho em. Lên cho em là năng lượng cây nhá. Đấy, năng lượng cây. Giá sẽ là led năng lượng cây 110.000 nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em đó là lên cho em là led cây. Led cây nhá. Lên cho em là led cây. Đấy, nó sẽ là dạng cây như này. Lên cho em là led cây. Giá sẽ là 110.000. Đấy, lên mã giúp cho em đó là led năng lượng cây này. Đấy, led năng lượng này. Nó chạy bằng năng lượng nhá. Led năng lượng này. Led năng lượng cây nhá. Đấy, led năng lượng cây. Tại vì bên shop có là led năng lượng màu vàng hoặc là màu trắng thì thêm cái mẫu mã cây này nữa. Giá của nó sẽ là 110.000 nhá. 110.000, 110k cho cái led năng lượng cây này. Ở đây nó sẽ bao gồm cho các bác một cái cây này luôn. Đây, cây này về các bác đút vào đây sau đó thì mình cắm vào chậu cảnh này hoặc là cắm lên hiên này, cắm đâu cũng được. Đấy. Sau đó thì các bác che cho em cái tấm pin này đi là nó sẽ lên này. Đấy, đẹp chưa? Rất đẹp luôn nhá. Không hề tốn điện luôn. Các bác có thể mua lấy vài ba cây, năm cây về mình để trước hiên nhà mình rất là đẹp nhá. Lên cho em là led năng lượng cây 110.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái
cái xẻng sinh tồn nhá, xẻng sinh tồn đa năng đó, giá sẽ là 350.000 đấy, lên cho em là xẻng sinh tồn đa năng. Ở đây thì nó sẽ là một cái đầu xẻng như này, có bao vải bố đầy đủ nhá. Đấy, các bác có thể gấp gọn được luôn. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đây, Japan con này. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng nha bác luôn. Con này thì các bác có thể dùng đa di năng, vừa làm cuốc vừa làm xẻng được. Đấy, các bác có thể dùng làm cuốc xẻng đều ok hết nhá. Đấy. Thì đây nó sẽ có cho các bác các cái khớp nối như này. Mình xoáy vào cho em này. Chiều dài của nó thì từ 80 đến 1 mét. Khi mình xoáy vào, tổng của nó sẽ có cho các bác là 3 khúc với lại một thân xẻng nữa. Đó. Đây, đầu phá kính giếc đầy đủ, có cả dao giếc luôn nhá, có cả dao luôn. Đấy, các bác có thể cần dùng dao thì mình lắp dao vào cho em. Đó, rất là đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Và giá thì rất hợp lý thôi. Chỉ có cho các bác là một con xẻng như này chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. 350.000 nhá. Lên mã giúp cho em đó là xẻng 350.000 cho con xẻng như này. Rất là tiện ích cho các bác sử dụng này. Đấy, các bác dùng đa di năng mọi việc đều được. Nó rất là tiện ích luôn. Đây. Đấy, có cả dao luôn, các bác có thể dùng dao. Đấy, rồi là các cái phần chi tiết đây. Đây. Xoáy vào cho em này. Đấy. Xoáy vào thì nó sẽ là ra hình một con xẻng như này các bác này. Đấy, hình một con xẻng như này. Đấy, các bác xoáy kết nối vào cho em. Đó. Một con xẻng như này nhá. Các bác dài khoảng là 8 đến 90 cm. Ngoài xẻng thì các bác có thể dùng làm cuốc này. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có ốc vít này, xoáy ốc vít này, cưa này. Đấy, rồi là cắt dây này, rồi là dao chặt này. Đấy. Rất là đa di năng luôn. Ngoài sử dụng làm cuốc thì các bác có thể sử dụng làm xẻng được luôn. Đó, nó rất là đa di năng luôn. Đấy, cuốc đây, rất là ngon luôn. Cái phần này của nó thì nó sẽ dài khoảng là đi gần 20 cm. Và bán rộng của nó thì trên 10 cm. Dùng làm cuốc này, làm cuốc làm xẻng này. Đó, rồi đằng sau này của nó thì phần nắp này của nó thì nó có cả cái phần để các bác dùng để làm còi này. Đấy, dùng là còi hú này, rồi đánh lửa, đánh liếc nhá. Có cả phần để các bác đánh lửa luôn. Đấy, còi hú đánh lửa nhá. Rồi đằng sau này là dùng để phá kính này. Thì các bác có thể để trên ô tô, mình dùng nó rất là tiện. Xe tải, xe con, mình dùng khi mà mình đi trên xe mà gặp đường đồi núi này, hoặc đường trơn trượt này mình cần sử dụng này, hoặc là những cái tình huống nguy hiểm mà mình cần phá kính, thì các bác dùng cái đầu phá kính này cho em này. Đó, đầu phá kính này cho em. Nói chung là con này thì dùng cực kỳ đa di năng và tiện ích luôn. Rất là đa di năng và tiện ích nhá. Đấy. À, giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất là tốt luôn. Lên mã giúp em đó là xẻng sinh tồn nhá. Một con xẻng sinh tồn đa năng như này. Giá chỉ có cho các bác là 350.000 thôi. 350.000. Lên cho em là xẻng sinh tồn đa năng 350k nhá. 350.000 cho xẻng sinh tồn đa năng như này. Hàng của Nhật này. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái một cái đầu chuyển mũi khoan mũi vít nhá. Đầu chuyển mũi khoan mũi vít như này. Đấy, các bác lắp các cái mũi khoan mũi vít vào đây. Sau đó thì mình xoáy cái này vào cái phần máy khoan. Thì mình chuyển mũi khoan mũi vít rất là tiện luôn. Đầu chuyển mũi khoan mũi vít giá của nó sẽ là đi lên cho em là đầu chuyển mũi khoan mũi vít giá sẽ là 30k nhá. 30.000. Đấy. Các bác dùng mũi khoan mũi vít các loại mũi đều được hết, giá là 30k. Đó. Đây các bác này, đó. Vít rất là mất thời gian. Hôm nay em lên cho bác cái đầu chuyển mũi vít lục giác nhanh này, các bác sử dụng rất tiện lợi. Chỉ cần nhấn nhẹ là có thể tháo nắp mũi vít, bao thích thì ủng hộ nhá. Rất là tiện luôn các bác này, đó. Lắp vào như này, sau đó thì mình thích thì chuyển mũi vít thì chuyển, mà mũi khoan thì chuyển rất là tiện luôn. Đấy. Đó, rất là ok luôn nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kìm tuốt dây nhá. Đây nó sẽ là một con kìm tuốt dây đa năng 90k. Ngoài tuốt dây thì nó có tách dây luôn, tách lõi dây này. Đấy, tách dây ra làm đôi rồi tách ra làm bốn này. Đó, rất là tiện luôn. Tách dây rồi tách ra làm đôi, tách làm bốn này. Bấm cốt này, bấm cốt rồi tuốt dây. Và nó sẽ có từ dây 0.8 đến 3.2 này. Nói chung là rất là tiện luôn. 90k cho con này, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Japan này. Đó, Japan hàng chất lượng cho bác luôn. Kìm tuốt dây đa năng 90.000. 90.000 cho con kìm tuốt dây đa năng như này. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái con phao nước nhá. Giá sẽ là 60.000 cho con phao nước như này. Đấy, nước ngập 1 cm là phao sẽ tự ngắt này. Đấy, bây giờ các bác đừng dùng cho em cái phao cơ kia nữa. Phao cơ kia nó dùng mất rất là mất công. Đấy, lắp nó cũng khó. Cái này thì rất là đơn giản thôi, chỉ cần lắp vào là ok. Nó rất là tiện, xoáy vào nguồn nước như này, để vào trong chậu này, trong xô này, hoặc là tét nước rất là ok. Đấy, nước ngập 1 phân là nó sẽ tự ngắt, cực kỳ là đơn giản cho các bác luôn. Giá sẽ là 60.000 nhá. Này, thay thế cho cái phao mà quả bóng tròn tròn đó các bác. Phao này cực kỳ là tiện luôn, nó nhỏ gọn này, tự động nhỏ gọn rất dễ sử dụng các bạn. Đó.
giá thành của nó thì cũng rất là rẻ thôi, giá của nó chỉ khoảng nó lại bằng nhựa như này thì không lo bị gì sét nhá. Đấy cái phao bằng quả tròn thì rất là hay bị hỏng khó lắp đặt, nhưng cái này thì lắp đặt rất là dễ, chỉ cần xoáy vào là xong. Đó. Phao này cực kỳ là tiện luôn, nó nhỏ gọn này. Tự động ngắt các bác nhá, khi đến mực nước nhất định nó sẽ tự động ngắt này. Giá thành của nó thì cũng rất là rẻ thôi, giá của nó chỉ khoảng hơn 30.000 thôi các bác ạ. Giá rất là rẻ luôn. Bác nào đó, rất là ok các bác nhá. Giá sẽ là 60k nhá, lên cho em là phao nước 60.000. Hello, chào các bác, quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Đó, các bác thấy không? Đây là các cái mẫu đèn LED của bên em này. Đèn lồng thì nay bên mẫu về hai shop, hai mẫu này, một mẫu 50 và một mẫu 80 nhá. Mẫu 50 thì giá là 250, giá siêu hạt rẻ luôn, 250.000 bao ship. Còn mẫu 80 thì giá sẽ là 290.000 nhá. Đối với mẫu đèn lồng này. Tiếp theo là LED pháo hoa này. LED pháo hoa thì sẽ là 140.000, đúng không? 140.000 cho mẫu LED pháo hoa này. Đó, mẫu LED ngọc này, LED ngọc đây. LED ngọc thì sẽ là đi có loại 10m là 80.000 và 20m là 120 nhá. Đó, bảo ghi lên cam. Em sẽ đi chi tiết từng mẫu một nhá. Mẫu này mẫu sẽ là mẫu đèn xoay này. Đó, mẫu đèn xoay này thì có sẵn đèn kèm với đuôi luôn và nó sẽ xoay liên tục như này. Các bác cứ cắm điện vào nó xoay nhá. Đó. Bật điện cho anh đi. Đó, rất đẹp luôn, cực kỳ lung linh luôn. Đây cơ mà. Đó, đây các bác này. Đó thì em sẽ bật điện lên và đi chi tiết cho các bác từng mẫu một, bật hết lên. Đó. Đây. Đấy, các bác thấy không? Không gian cực kỳ là hoành tráng luôn nhá. Đó. Đây, đầu tiên nó sẽ là mẫu đèn lồng này. Mẫu đèn lồng thì đang review trực tiếp cho các bác này rồi. Đó. Mẫu này là mẫu chữ tiếng Việt nhá. Mẫu chữ tiếng Việt phục vụ cho người Việt mình. Đó. Hàng thì nó sẽ là hàng Nhật và phục vụ cho người Việt mình, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Phúc lộc thọ này, vạn sự như ý này, chúc mừng năm mới này, tấn tài tấn lộc này. Đó. Các bác nhá, rất là đẹp luôn. Đó. Giá thì sẽ là con đèn lồng 80 này thì giá sẽ là 290 nhá. 80 này sẽ là 290.000 các bác nhá. 290.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác cứ lắp đặt bình thường, lỗi bên em sẽ đổi mới cho các bác yên tâm sử dụng này. Tiếp theo là mẫu nhỏ 50 này. Mẫu nhỏ 50 này thì giá chỉ có 250.000 thôi. 250.000 cho cái mẫu nhỏ 50 này các bác nhá. Đó, 250.000. Đây. Lắp đặt thì cực kỳ đơn giản thôi, các bác có thể lên TikTok các bác gõ là cách lắp đèn lồng nhá. Cách lắp đèn lồng rất là đẹp luôn các bác nhá, rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ hoành tráng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang trân trọng gửi tới quý cô bác anh chị cái giá siêu tốt cho các bác rồi, giá siêu tốt cho các bác rồi. Mẫu đèn lồng siêu đẹp luôn các bác nhá. Mẫu đèn lồng này thì bên em về nó sẽ có hai mẫu như này nhá. Một mẫu 50 là 250 và mẫu 80 là 290 này. Đó, đó sẽ là mẫu đèn lồng của bên shop này. Tiếp theo thì mẫu bông lúa này, các bác lên cho em là bông lúa vàng nhá. Bông lúa vàng, một bó này của nó sẽ là có 10 bông. Một bó này sẽ có 10 bông nhá. Đó, đây em đang cắm là hai bó này. Mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Đây, mỗi bó này là 10 cành nhỏ. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 130.000 nhá. 130.000 thì cái mẫu bông lúa vàng như này. 130k. Một bó này nó sẽ có 10 cành nhỏ nhá. 10 cành nhỏ. Chiều cao của nó thì từ 6 đến 70cm. Đây. Đấy, một cành nhỏ của nó như này các bác này, một cành nhỏ như này. Đó, rất đẹp luôn các bác nhá. 10 cành nhỏ này. Tiếp theo thì nó sẽ là cái led kim cương các bác này. Đây. Đây nó sẽ là cái led kim cương này. Đây. Led kim cương như này. Đó, thì con này thì cắm trực tiếp điện luôn. Nó sẽ là dòng là từ 3 đến 50m nhá. Từ 3 đến 50m như này. Có điều khiển này. Đó, led kim cương. Lên cho em là led kim cương nhá. Đó, led kim cương. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là đi các bác lên cho em là led kim cương 70.000 nhá. Đấy, led kim cương 70.000 cái led kim cương như này thôi. Giá cực kỳ hợp lý cho các bác luôn. Đó. Tiếp theo thì led pháo hoa thì các bác đã trông thấy rồi. Led pháo hoa là 140.000 nhá. 140.000. Đó. Led pháo hoa 140.000 cái led pháo hoa như này. Rất đẹp luôn. Nhiều chế độ nháy, nhiều màu sắc nha, đa màu sắc có điều khiển để các bác điều chỉnh này. Đó. Tiếp theo thì các bác lên cho em đó là cái bóng xoay nhá. Bóng xoay. Con này thì sẽ là 60.000 cái bóng xoay như này. 60k thì cái bóng xoay như này nhá. Giá sẽ là 60.000. Có sẵn cả ấy luôn. Có sẵn cả công tắc này. Đấy, công tắc tắt bật này. Các bác không dùng thì mình có thể tắt đi bật lên này. Đấy, có công tắc tắt bật này. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là cả đuôi, cả công tắc tắt bật và cả đèn như này nhá. Cả đuôi, cả đèn, công tắc tắt bật. Lên cho em đèn xoay 60.000 này. Tiếp theo là cái led ngọc này. Led ngọc này thì các bác có thể sử dụng ngoài trời hoặc trong nhà đều được hết nhá.
trong nhà hoặc ngoài trời đều được hết nhá. Đấy, nó là sẽ sợi lết ngọc như này, các bác có thể ném xuống nước cũng ok. Đấy, cái này thì nó không có chân, không có ổ cắm đâu, về nhà các bác cắm trực tiếp vào cái ổ điện thoại nhà mình thôi đó. Và nó chỉ có chân USB này thôi nhá, chân cắm USB này về cắm vào cái cục nguồn nhà mình đấy. Và cái led pháo hoa này nó cũng chỉ có chân USB thôi, còn nó không có củ nhá. Đấy, không có củ. Cái led ngọc này thì bên shop về nó sẽ có cho các bác là 10m là 80.000 và 20m là 120.000 nhá. Đây, như cái quận này là 10m này, 10m thì 80.000, và các bác muốn lấy gấp đôi thì nó sẽ là 20m là 120.000 nhá. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác một cái mẫu nháy năng lượng. Các bác lên mã giúp cho em là nháy năng lượng nhá. Đây, nháy năng lượng như này các bác này. Đó, nháy năng lượng 120.000, nó sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Đấy, ở đây có cái nút nguồn đây, các bác bật nguồn lên cho em này. Đó, bật nguồn là nó sẽ lên. Đấy, đây đèn nó đã lên rồi các bác này. Đèn lên này. Sau đó thì Phương ơi. Giờ cô giao anh tí, đèn lên như này. Và các bác có thể điều chỉnh ở đây nhá. Đây nó sẽ có một nút nguồn và một cái nút điều chỉnh chế độ nháy này. Lưu ý các bác khi sử dụng con này ấy thì các bác phải nếu ban test ban ngày thì các bác phải che cái mặt pin đi cho em. Đấy. Rất sáng luôn các bác nhá. Đó, rất sáng và rất nhiều chế độ nháy luôn. Đó thì nó sẽ có hai mẫu, một mẫu là đa màu sắc và một mẫu là nguyên màu vàng nhá. Đấy, mẫu này là đa màu sắc này. Còn mẫu này là nguyên màu vàng, đây em bật cho các bác xem. Đó. Cái này thì nó sẽ là nguyên màu vàng như này. Đó. Có cái công tắc đây, cái này là nguyên màu vàng nhá, nguyên màu vàng. Đó. Và cái này là đa màu sắc này. Cái này của nó thì phải dài tới mấy chục mét luôn, rất là dài bạn, rất là dài đẹp. Và cái này thì hàng chống nước ngoài trời, dùng nó rất là đã như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá rất hợp lý luôn, chỉ có 120.000 thôi. Bật điện lên, 120.000. Lên cho em là nháy năng lượng nhá. Đấy, nháy năng lượng, bật lên đi. Nháy năng lượng 120.000. Đó, đây nó sẽ có tấm pin như này. Và có sẵn cái chân cắm rồi, các bác cắm trực tiếp xuống dưới đất cho em, hoặc là các bác có thể để chỗ nào, để chỗ nào có ánh sáng là xong. Đấy, ban ngày thì nó sẽ là tự tắt nhá, ban ngày tự tắt. Và ban đêm thì nó sẽ tự bật thôi, rất là tiện các bạn. Đấy, ban ngày tự tắt và ban đêm nó sẽ tự bật cho các bác. Đó, lên cho em là nháy năng lượng 120.000 một quận như này. Một quận này chắc của nó phải được đến 20-30 mét ấy. Rất là dài và nhiều bóng luôn nhá, rất dài nhiều bóng luôn. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn, nhận hàng kiểm tra của WeShip và cân nhắc trước khi mua hàng. Mã sản phẩm rất hot trong ngày hôm nay đó là bên shop về cho các bác cái mẫu bếp ga coi nhá, bếp ga. Đó. Bếp này thì nó sẽ là bếp ga và nó sẽ có hai mẫu. Một mẫu là màu đen mặt kính cường lực và một mẫu là màu trắng mặt thép nhá. Đấy, nó là thép trắng không gỉ nhá, thép trắng không gỉ. Đó. Đây, ở đây là cái chân khay của nó này. Khi bên em gửi cho các bác thì cái chân chắn gió này nó sẽ rời. Về nhà các bác lắp đặt vào cho em. Đấy, và nó sẽ gấp lên gấp xuống được như này các bác nhá. Đó. Gấp lên gấp xuống được như này. Rất là tiện dụng luôn. Khi mà các bác lau chùi rửa ráy nó rất là tiện dụng này. Hàng thì cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn. Cực kỳ dày dẫn chắc chắn luôn đây. Đấy. Cái này thì khi các bác sử dụng thì mình chỉ cần là nhấn như này thôi, nhấn xoay như này là nó sẽ chạy nhá. Đấy, hai bếp như này. Đó, rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Kia cổng lắp ga này các bác này, cổng lắp ga đây. Đấy, rất là ngon luôn nhá. Đây, các cái thông số của nó này. Đấy, các thông số của nó đây. Rất chất lượng luôn các bác nhá. Đó, các bác thấy không? Đây, các thông số của nó đây. Đấy, các bác xem cái thông số của nó này. Đó. Đây. Đây. Đấy, rất là ngon lành cho các bác luôn. Hàng này thì nặng lắm. Đấy, hàng của Nhật này, Tokyo Japan này. Đó, Tokyo Japan nhá. Đó, hàng Tokyo Japan của Nhật. Hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Lên cho em là bếp ga đại nhá. Bếp ga đại, giá sẽ là 1.850.000. Đấy, bao ship. Và các bác phải cọc trước 200 thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước 200 thì mới đi đơn. Đấy. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là một cái đôi pin đây, một cái đôi pin này, một cái đôi pin như này. Đó. Đôi pin này về nhà các bác lắp vào cho em. Đó. Các bác lắp vào cái phần đánh điện ở dưới này. Đây nó có cái phần hai cái hộp pin này các bác này. Đấy, nó có cái phần hai cái hộp pin này các bác nhá. Có cái phần hai cái hộp này. Hai cái này để các bác lắp pin vào. Lắp pin vào cho em. Đó, lắp pin vào là mình sử dụng thôi. Nó rất là tiện. Đó. Hàng này thì cực kỳ là chất lượng cho các bác rồi. Mặt của nó là mặt kính cường lực nhá. Mặt kính cường lực cực kỳ là ngon lành luôn. Các bác thấy không? Đó. Mặt kính cường lực rất là ok luôn. Đó. Đây thì nó sẽ là mặt kính cường lực nhá. Chiều dày của nó thì vào khoảng là 8 ly nhá. 8 ly, gần 1 phân. Đó, còn đây thì dòng này của nó sẽ là dòng mặt bằng thép trắng không gỉ nhá. Thì có hai mẫu như vậy, các bác muốn lấy mẫu nào thì lấy nhá. Các bác muốn lấy mẫu nào cho em thì lấy.
Đó, có hai mẫu cho các bác lựa chọn, hai mẫu như này đó. Các bác lên cho em là bếp ga đại nhá, thì em sẽ đo cái thông số cho các bác xem. Đây em đo cái thông số cho bác xem nhá. Đó. Con này thì cái chiều dài của nó sẽ là 75 này. Chiều dài là 75 nhá, chiều dài 75. Đó. Chiều rộng của nó thì sẽ là đi 43 43. Đấy, và cái chiều cao của nó thì nó vào khoảng gần 10 cm, chiều cao gần 10 cm. Đó. Đó là cái mã. Các bác lên mã giúp em là bếp ga đại nhá, 1.850.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái bông lúa các bác này. Đây. Đây nó sẽ là một cái bông lúa như này. Thì em sẽ cắm điện test thử cho các bác xem. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh nhá. Hai số điện thoại em để dưới hai góc màn hình đây thì các bác có thể xem tham khảo và đặt mua hàng. Đấy thì đây, cái bông lúa vàng như này. Thì bông lúa vàng này chiều cao của nó là tính cả cái phần chân này là chiều cao tổng thể của nó thì vào khoảng là đi 2 này, 4 này, 6, nó vào khoảng là 65 đến 70 cm nhá. Và một bó này thì nó sẽ có tổng cho các bác là 10 cành. Đấy, một bó này là 10 cành và nó có nguồn trực tiếp như này rồi. Có cái nguồn trực tiếp này rồi, về nhà các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em là xong. Cắm trực tiếp điện 220 là ok nhá. Các bác lên cho em là bông lúa vàng nhá. Bông lúa vàng giá sẽ là 130.000 trên một bó. Đây. Khi em gửi cho các bác là nguyên đai nguyên kiện 130.000 một bó như này. Có sẵn nguồn của nó sẽ là nguồn cắm điện 220V nhá. Điện 220V các bác cắm trực tiếp cho em. Đó, và một bó như này, một bó như này. Màu sắc thì nó rất là đẹp như này, thì các bác có thể để ban thần tài này, ban thờ các thứ rất là đẹp luôn. Các bác thấy không? Đấy, một cái bó lúa như này lên màu khi mà điện nó lên thì rất là đẹp luôn nhá. Các bác có thể cắm thành chùm hoặc là các bác có thể cắm trang trí ở ngoài sân vườn thì mình có thể cắm dài ra. Đấy. Tại vì cái này khi mà các bác dở ra thì nó sẽ có khoảng cách nhất định. Một cây của nó thì nó sẽ có khoảng cách là vào khoảng là mấy chục phân đấy. Đây. Đấy, nó có khoảng cách như này, tầm khoảng 3-40 phân một cây. Thì tùy theo các bác có nhu cầu sử dụng như nào thì các bác sử dụng thì các bác ấy vào cho em. Đấy. Các bác nhu cầu sử dụng như nào thì các bác cắm vào cho em. Đó, nó sẽ có chân cắm như này. Các bác có thể cắm vào lọ lục bình ở ban thần tài này hoặc là cắm vào sân vườn này, nói chung là cắm vào đâu cũng được. Tùy theo nhu cầu và mục đích của các bác thôi. Giá thì bên shop gửi tới các bác cái giá rất hợp lý rồi. Lên mã giúp cho em đó là bông lúa vàng nha. Bông lúa vàng giá sẽ là 130.000 một bó này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái áo sưởi mùa đông nhá. Áo sưởi mùa đông 450.000 bên em bao ship này. 450.000 bên em bao ship. Thì nó sẽ là một con áo kèm pin luôn. Đó, đây nó sẽ là một cái áo như này. Thì mùa đông các bác mặc vào rất là ấm luôn nhá. Đấy, một con áo như này này. Đấy, một con áo như này. Kèm thêm cho các bác là một cái viên pin nhá. Một cái viên pin. Lên cho em là áo sưởi nhá. Áo sưởi. Một viên pin và một cáp sạc luôn. Một viên pin, một cáp sạc. Hàng thì nó sẽ là hàng của Nhật đấy. Hàng của Nhật này, của thương hiệu Taki Japan này. Đó, Taki Japan. Dung lượng pin của nó thì sẽ là 20.000 mAh nhá. Và có chân sạc như này để các bác cắm sạc này. Đấy. Có các cổng chân sạc ra sạc vào đầy đủ cho các bác luôn. Đây. Đấy, và ở túi này thì nó sẽ có cho các bác là một con nguồn như này để các bác cấp điện cho nó này, cấp điện cho nó, cắm ở đây cho em. Đó, các bác cắm vào cái chân nguồn này cho em này. Đấy, các bác cắm ở đây cho em. Sau đó thì mình bật nguồn lên thôi. Đây, ở đây nó sẽ có nút nguồn này, các bác bật nguồn lên cho em. Đó, bật nguồn lên cho em, nút nguồn ở đây. Đó, hàng thì hàng của Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn nha. Về nhà các bác cắm sạc vào cho em nhé. Cắm sạc vào cho em là ok, bật nguồn lên. Đó, rất là ngon lành cành đào cho các bác luôn. Bật nguồn lên. Dung lượng pin của nó là 20.000 mAh, pin cực khủng luôn. Đó. Đây, bật nguồn lên các bác này. Đây. Đấy, pin nó sẽ lên này các bác này. Đấy, như này là đang hoạt động rồi này. Pin lên rồi nhá. Pin lên như này đang hoạt động, có báo pin rồi. Đó. Và các bác để vào cái túi này cho em luôn. Bỏ vào cái túi này. Đó, sau đó thì mình mặc vào. Nó sẽ giữ ấm cho cơ thể rất là tốt luôn. Đây em sẽ mặc thử cho các bác xem luôn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp mặc thử cho các bác xem này. Đấy, mặc vào rất là ngon luôn đây. Đấy, con này thì là em đã gì rồi, em đã cho điện vào rồi. Đấy, thì các bác cứ thế là mình mặc vào thôi, mặc vào sau đó thì mình cài khuy vào cho em. Đó. Các bác xem kênh yêu quý em thì hãy dành ra cho em 30 giây nhá, nhấn like. Đấy, nhấn like, nhấn đăng ký kênh ủng hộ em. Đó, đây. Và các bác cứ mặc thế này thôi, mặc thế này sau đó thì mình sẽ mặc thêm các cái loại áo phụ nữa ở bên ngoài để cho nó giữ ấm cho cơ thể nhé. Đó. Và khi các bác mặc vào thì là nó sẽ giúp làm nóng cơ thể rất là tốt luôn. Đấy, cái viên pin này thì nó cũng không đến mức là quá nặng đâu. Thì các bác cứ để trong túi này là xong. Đó. Lên mã giúp cho em đó là áo sưởi nhé. 450.000 cho cái áo sưởi như này. Đó.
hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó, mùa đông chuẩn bị đến rồi và các bác cũng nên sử dụng cho mình một cái áo sửa như này để giữ ấm cơ thể này. Đấy, khi các bác ra ngoài hoặc ở nhà hoặc là buổi tối đi ngủ thì mặc vào. Cái này thì nó có cái độ giãn nhá, có độ giãn cho nên là các bác mặc cũng ok thôi. Đấy, người em thì là 70 cân. 70 cân mình em mặc, còn rộng như này thì các bác 8 90 cân cũng mặc ok nhá. 8 90 cân cũng mặc ok. Kể cả nếu các bác mặc, nếu bác nào mặc chật thì các bác mình không cần phải kéo khóa nữa. Đấy, mình có thể để giãn nó như này được, để giãn này cho nó ok hơn. Đó thì tùy theo nhu cầu mục đích của các bác nhá. Các bác lên mã giúp em đó là áo sưởi nhá, áo sưởi 450.000, có kèm cho các bác một cái cáp sạc như này, một cái cáp sạc như này. Và hàng của thương hiệu Taki của Nhật nhá, Taki của Nhật đây. Đấy, Taki Japan các bác này. Đó. Taki Japan của Nhật, hàng của Nhật, nội địa Nhật cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Hàng của Nhật thì các bác yên tâm mà sử dụng thôi. Đấy, độ chất lượng của nó thì khỏi bàn rồi. Từ những cái chất áo này, bình thường nếu các bác mua một cái áo xịn như này để về mình dùng không thôi, nó cũng đã mất vài trăm nghìn rồi nhá. Mà đây cả pin luôn. Bên trong của nó sẽ là một cái lớp nỉ này, nỉ bông rất là mịn này, nỉ bông rất là mịn luôn. Đó, rất là êm ái nhá. Đó. Và khi các bác sử dụng thì đây nó sẽ có nút nguồn này. Đấy, nút nguồn đây. Các bác cắm cáp vào sau đó thì bật cái nút nguồn này lên cho em là ok nhá. Bật nút nguồn này lên là nó sẽ tính năng sưởi nó sẽ lên, nó giữ ấm cho cơ thể luôn. Đó, lên mã giúp cho em đó là áo sưởi, giá sẽ là 450.000. Tiếp theo bên shop về cho các bác một cái mẫu sưởi nữa, đó là quạt sưởi nhá, quạt sưởi 140.000 thôi. Con này thì nó sử dụng điện 220V. Đấy, đây, lên cho em là quạt sưởi nhá. Sử dụng điện 220V. Các bác có thể cắm trực tiếp điện vào để mình sử dụng thôi, rất là tiện luôn nhá. Đó, rất tiện ích luôn. Đây, lên mã giúp cho em đó là quạt sưởi nhá. Giá sẽ là 140.000. Thì các bác chỉ cần về rút cái này ra, cắm điện 220V nhá. Sau đó thì các bác nhấn công tắc này cho em này. Đấy, đây, cắm trực tiếp điện 220V như này, em cắm điện này. Đấy, cắm điện. Sau đó thì các bác nhấn cái công tắc này. Đây. Đấy, sau khi cắm điện thì các bác nhấn cái công tắc này cho em này. Đây. Đấy, có cái công tắc sau này các bác nhấn lên này. Đấy. Đây. Các bác cắm điện vào cho em. Đấy. Con này thì nó có cả điều khiển luôn, có cả điều khiển luôn các bác nhá. Đấy. Cắm một phát là nóng luôn các bác này, cắm một phát là nóng luôn. Đó. Đây. Và có cả cái phím nguồn đây này. Đấy. Nó sẽ báo nhiệt độ cho các bác này. Đây. Nó đang chạy này. Đấy, cái này của em thì nó hơi bị lỏng một tí. Đây các bạn. Các bạn nghe tiếng gió nó kêu chưa? Đấy, gió nó kêu ù này. Đấy. Cái này nó có báo nhiệt luôn nhá, có báo nhiệt luôn. Đây, nhiệt độ của nó đang là 25 độ này. Đấy, 25 độ nhá. Có báo nhiệt luôn. Và cái này thì chạy một phát là nóng luôn. Chạy phát là nóng luôn các bác nhá. Đó. Rất là tiện luôn. Và cái phím nguồn này thì rất là tiện này. Nó là cảm ứng nhá, các bác có thể bật lên và xuống cảm ứng như này, có đèn báo luôn, rất là tiện luôn nhá. Đó. Giá thì cực kỳ hợp lý cho bác luôn, chỉ có 140.000 thôi. Con này thì dùng rất là tiện. Các bác không dùng nữa thì mình có thể là mình rút ra, tắt nguồn đi. Đó, đây nó sẽ có cái nút nguồn này các bác này. Đấy. Tắt đi, bật lên ở đây và nút nguồn ở đây nữa nhá. Cắm một phát là nóng luôn, các bác thấy nó rất là tiện ích luôn nhá. Đấy, có một cái quạt như này để nó thổi nhiệt ra. Và con này thì dùng rất là đã luôn nhá. Đấy, dùng rất là đã luôn. Giá thì chỉ có 140.000 cho một cái con quạt sửa như này thôi. Đó. Lên mã giúp cho em đó là quạt sửa nhá, quạt sửa 140.000 một chiếc, có cả điều khiển cho các bác luôn. Con này thì các bác nên dùng. Đấy, chuẩn bị vào mùa rét rồi. Chuẩn bị mùa rét đến nơi rồi các nhá. Chuẩn bị đang có không khí lạnh rồi thì các bác cứ mua dần đi. Đó, có tăng giảm nhiệt độ này. Đấy, tăng giảm nhiệt độ ở đây và có cả hiện giờ luôn. Đấy. Thì nó sẽ là khá là đầy đủ các cái tính năng cơ bản cho các bác luôn nhá. Đó. Đầy đủ cái tính năng cơ bản cho các bác luôn. Đấy. Đầu tiên thì các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Bật nguồn lên cho em. Các bác thấy không? Đó. Bật nguồn thì đơn giản thôi. Đấy. Đây, tắt nguồn đi này. Đấy, bật nguồn lên này. Đấy, tăng giảm này, tăng nhiệt độ lên này. Các bác muốn nhiệt độ bao nhiêu thì các bác tăng lên cho em này. Đấy, em đang tăng lên 31 độ này, 32 này. Đó. Và giảm ở đây này. Và có hiện giờ nhá, hiện giờ 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng này. Hàng cực kỳ thông minh luôn. Ngoài ra các bác có thể dùng qua điều khiển này nhá. Tắt đi này. Đó. Rất tiện ích nhá. 140.000 cho cái con quạt sửa như này. Giá siêu hợp lý cho các bác rồi. Các bác chả đi đâu mà mua được một cái quạt sửa mà cái giá nó quá là hợp lý như này. Giá quá hời như này các bác nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái khóa của Đức nhá. Khóa của Đức. Một cái bộ như này thì bao gồm cho các bác là 4 chìa luôn, 4 chìa. Và dòng này thì nó sẽ là cái dòng chìa tròn và chống cắt nhá. Chìa tròn chống trộm chống cắt cho các bác luôn. Đây. Đấy. Hàng của Đức thì các bác yên tâm sử dụng rồi. Đấy. Chống trộm chống cắt to như ngón tay cái các bác này. Đấy, rất là to luôn.
Đấy thì khi mà các bác đã khóa vào thì không thể bập vào đâu được. Và có bốn chìa cho các bác sử dụng luôn. Chìa là chìa tròn, hàng made in Germany này, made in Germany, hàng của Đức luôn. Đó, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đó. Giá thì sẽ là 130.000 nhá. 130.000 thì cái ổ khóa Đức như này. Lên cho em là khóa Đức 130.000 nhá. 130.000 một cái bộ ổ khóa Đức như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái máy xay khô nhá, máy xay khô. Đấy, con này thì sử dụng trực tiếp điện 220 luôn. Đó. Sử dụng trực tiếp điện 220. Đây em sẽ xay cho các bác xem. Đó. Đấy nhá. Đó. Các bác cắm trực tiếp điện 220 cho em này. Đấy. Đây, cắm trực tiếp điện 220 luôn. Sau đó thì các bác đặt cho em là vào cái phần ấy này nhá, vào cái phần lẫy này. Đấy, sau đó thì nhấn xay này. Đây. Đấy theo. Đấy, các bác có thể xay đỗ, xay lạc, xay tiêu, xay điều này. Xay các loại hạt đều ok hết nhá. Lên cho em là máy xay khô, giá sẽ là 120k nhá. 120k. Đấy, 120.000 cho con máy xay khô này. Máy xay khô nhá, xay khô. Đó, máy xay khô 120.000 một chiếc thôi. Sử dụng điện 220V. Khi các bác sử dụng thì nhấp đậy cái nắp này vào đúng cái lẫy này cho em này, sau đó thì nhấp là nó xoay. Xoay cực kỳ nhạy luôn đấy. Gạo các bác này, gạo đỗ lạc xay được hết nhá. Đấy, giá thì cực kỳ hợp lý rồi. 120.000 cho con máy xay khô như này. Giá khá là hợp lý cho các bác luôn. Máy xay khô 120.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái con máy rót rượu này, máy rót rượu nhá. Đấy, 270.000 cho con máy rót rượu như này. Thì nó sẽ có 3 bộ phận. Thứ nhất là một thân máy này, một thân máy như này nhá. Một cái khay để các bác đựng rượu này, và cái khay nhựa này để các bác cho đá vào dưới nhá. 270.000, máy rót rượu tự động. Đó, 270.000 thôi. Tết nhất đến nơi rồi. Đấy, các bác mua về để mình nhậu nhẹt thì mình rót rượu nhá. Đấy, các bác cho rượu vào đây cho em. Cái chén này là của em nhá. Các bác bật nguồn này lên này. Đấy, sau đó thì chỉ cần đặt vào đây là rượu nó tự chảy này. Đó, bác thấy không? Đó, tăng lên một chút nhá. Đây. Đấy. Cái này là cái chén của em nhá. Chén này để em test thôi, chứ còn là khi các bác nhận hàng thì nó chỉ có máy thôi. Đấy, các bác thấy không? Rất là ngon lành luôn nhá. Đều như vắt chanh luôn. Hai chén các bác này. Đó, hai chén này. Đấy, tắt đi bật lên này, đấy nhá. Đấy, khi các bác sử dụng thì các bác bật nguồn lên cho em này. Bật nguồn lên, sau đó thì mình đẩy cái thông số lên một chút để chọn cái lượng rượu này, đặt vào này. Đó, các bác thấy không? Đó, rất ok luôn. Đó, đây, rất ok nhá. Đây, hai chén bằng nhau tên tắt nhá. Chén chú chén anh nhá các bác nhá. Đó, tắt nguồn đi này. Đó. Đây, em hướng dẫn lại nhé. Các bác bật cái nút nguồn này lên cho em này. Bật cái nút nguồn này lên này. Sau đó thì tăng lượng rượu lên một chút này. Đặt chén vào này. Đó, thấy không? Rất ngon luôn nhá. Đó, rất ngon luôn. Đó, rồi, không dùng nữa lại tắt nguồn đi. Con này thì nó dùng cáp sạc. Các bác có thể cắm sạc nhá. Cắm sạc cho em. Đấy, nó có cái phần cáp sạc ở đít này. Đây, cắm sạc ở đít này cho em. Đó, con này thì dùng cực kỳ là ngon luôn. Bên shop bán rất là nhiều rồi, 270.000. Tiếp theo thì lên cho các bác cái sản phẩm đó là cái mẫu đồng hồ hẹn giờ nhé. Đồng hồ hẹn giờ đây. Đấy, đây nó sẽ là một con đồng hồ hẹn giờ như này. Có chuông lắp nhé. Chất liệu của nó thì bằng nhựa thôi. Và có hẹn giờ như này. Về nhà các bác lắp pin vào cho em. Đấy, con này thì về nhà các bác lắp cho em cái pin con thỏ nhỏ vào nhá. Lắp pin con thỏ nhỏ vào, dùng rất là tiện luôn. Đồng hồ hẹn giờ mini rất là đẹp như này. Đó, lắp pin con thỏ nhỏ cho em. Giá thì siêu hợp lý cho các bác rồi. Giá siêu hợp lý cho các bác rồi nhá. Đó, lên mã giúp cho em đó là đồng hồ hẹn giờ này. Thì về nhà các bác lắp pin đồng hồ bình thường nhá. Đấy, cái này bên em bán là không có kèm pin đâu, không kèm pin. Thì về nhà các bác lắp pin vào cho em. Giá sẽ là 70k nhá. 70k cho một con đồng hồ báo thức như này. Đấy, lên cho em là đồng hồ báo thức. Đấy, đồng hồ báo thức giá sẽ là 70k nhá. 70k một em đồng hồ báo thức như này. Đó, hình rất là ngộ nghĩnh luôn. Các bác có thể mua để cho biếu tặng làm quà cho các cháu nhà mình cũng ok thôi. Đấy, đây. Đấy, hẹn giờ này các bác bật cái, các bác muốn hẹn giờ thì bật cho em cái nút hẹn giờ này lên nhá. Đó, sau đó thì mình chọn giờ. Còn cái này là chỉnh giờ này, nó sẽ có cho các bác là chỉnh giờ và hẹn giờ luôn. Đó, rất là ngon lành như này. Giá thì chuông của nó kêu cũng khá là hợp lý luôn nhá. Kích thước của nó thì nó sẽ là đây, mặt đồng hồ này thì vào khoảng là 8 cm, còn tổng chiều cao của nó thì vào khoảng là trên 10 cm, nhỏ xinh luôn. Lên cho em là đồng hồ hẹn giờ, giá sẽ là đồng hồ báo thức, giá sẽ là 70.000 rồi, ok. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Nay thì em lên cho bác cái con máy rửa xe chạy bằng pin nhá. Con này thì bên shop gửi tới các bác cái giá đó là 280.000, đang bán 300. Đợt này xả còn 280.000 cho con máy rửa xe pin này nhá, 280.000. Khi bác nhận được hàng thì bao gồm là một thân máy này, một thân máy này, một viên pin này. Đấy. Sẽ bao gồm cho bác là một thân máy, một viên pin như này. Các bác lắp vào cho em này. Một máy pin lắp vào này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ có cho các bác là một cuộn dây như này.
Cuộn dây của nó thì nó được khoảng là từ dây này thì nó cũng vào khoảng từ 7 đến 10 mét thôi nhá. Từ 7 đến 10 mét, cái này thì em cũng không đo nên là cũng không biết nó chính xác là bao nhiêu đâu, nhưng nó cũng là từ 5 đến 10 mét. Đấy, 5 đến 10 mét thì là kèm thêm cho các bác các cái đầu núi này, đầu nối này, cáp sạc đầy đủ nhá. Cáp sạc rồi đầu bọt tuyết này. Đó, đầu bọt tuyết điếc đầy đủ luôn. Đó đây, các cái chi tiết đi kèm của nó này. Đấy thì cái này là đầu, cái này là đầu phao này, à cái đầu lọc này. Đầu lọc thì các bác chỉ cần là lắp ấn bên này cho em là xong. Đó, ấn bên này cho em. Đấy, cái này nó sẽ là đầu lưới lọc này, đầu lưới lọc nhá. Đó, thì cái đầu lọc này các bác có thể mình về mình thả xuống ao này, thả trực tiếp xuống ao hoặc là mình thả vào xô nước để mình dùng. Đấy, còn cái đầu kết nối thì đầu kết nối thì các bác lắp vào thì em, đây lắp vào đây, đấy, lắp vào đây nhá. Xoáy cái này ra này, đấy, xoáy cái này ra, cái này các bác xoáy ra. Đây, các bác xoáy cái này ra thì em này, xoáy cái này ra này, cho cái này vào đây này. Đấy, sau đó thì kết nối cái này vào đây này, kết nối cái này vào đây. Cái này thì mới thì nó sẽ hơi căng một chút nhá, thì về nhà các bác lắp là nó sẽ giãn lại thôi. Đấy, sau đó xoáy cái này vào này, xoáy cái này vào đó. Và kết nối vào máy cho em này, kết nối vào máy này. Đấy, kết nối vào máy này. Đấy, như này đã kết nối xong này đó. Còn đây là các cái đầu của các cái con nguồn kết nối này, các bác xoáy vào đây cho em này. Đấy, xoáy vào đây cho em đó. Con này nó sẽ là cái đầu đầu vòi xịt đây, xoáy vào đây cho em xong đó. Lắp đặt thì cơ bản như này là xong nhá, cơ bản như này là xong đó. Còn đây là cái đầu để các bác có thể xịt rửa xe hoặc là tưới cây, thì các bác bắt đầu cho cái đầu này vào nước cho em nhé. Đây, cho cái đầu này vào nước này. Đấy, cho thì các bác cho nó ngập xuống đi em nhé, cho ngập xuống thì mới bơm được, còn nếu mà nó nổi lên thì các bác cho cái phao xuống cho em đó. Các bác cho cái các bác có thể buộc cái con chì vào, buộc con chì vào, nói chung là tùy theo các bác cứ làm sao cho nó chìm được. Đấy, đây, cho nó chìm xuống như này nhá. Đấy, chìm xuống thì nó mới lấy được nước. Các bác có thể cho con chì vào để mình ném xuống đó. Tiếp theo thì mình xịt rửa thôi. Đây, đây các bác nhá. Mới đầu bơm thì nó sẽ tầm khoảng mấy giây đến 1 phút để nó lấy nước lên các bác nhá. Nó lấy nước vào đường ống này. Đấy, các bác thấy không? Đây, lấy nước vào đường ống và bắt đầu nạp nước này. Cái này thì các bác có thể điều chỉnh ở đây nhá. Đấy, điều chỉnh ở đây cho em. Và đi kèm này nó sẽ có hai đầu phun như này nhá. Đây, một cái đầu trắng này. Các bác nhấn cái lẫy này xuống này, đậy nó vào này. Đấy, đầu này thì các bác dùng để mình tưới cây nhá. Đầu này tưới cây này. Đấy, đây, các bác xem là tưới cây này. Đấy, tưới cây rất là ngon luôn các bác thấy không? Đấy, đấy, tưới cây nhá. Một đầu thì các bác tưới cây này. Đầu này tưới cây rất là ok luôn. Đấy, đấy, dùng để tưới cây này. Đấy, thấy không? Tưới cây là ok luôn. Đó, đầu này tưới cây này. Sau đó thì các bác có thể thay cho em cái đầu nhá. Thay cái đầu này đây. Đấy, cái đầu đỏ này thì đầu đỏ này thì để xịt rửa nhá. Đầu trắng thì tưới cây. Cái đầu đỏ này để xịt rửa này các bác này. Đấy, lực của nó cũng khá là mạnh luôn. Đấy, các bác thấy không? Lực rất là mạnh nhá. Đấy, như này là các bác dùng để rửa xe là giúp rất là ok luôn. Rửa xe, xịt rửa tường này. Đấy, các bác thấy không? Đấy, có một số nước mà em dùng mà vẫn còn nguyên này các bác này. Đấy, nó cũng mất rất là ít nước luôn. Ngoài ra thì các bác muốn tưới xe thì các bác có thể dùng cái này để mình rửa sân này. Đấy, xịt rửa sân các bác nhá. Xịt rửa sân này. Đó, thấy không? Rửa sân này. Ngoài ra thì nó sẽ có cho các bác một cái đầu bọt tuyết nữa nhá. Đây, cái đầu bọt tuyết đây. Đầu bọt tuyết này thì các bác cho xà bông vào đây chưa? Cho xà bông vào đây, sau đó thì mình lắp vào. Lắp xà bông vào đây thì xịt nó sẽ ra bọt tuyết nhá. Đấy, các bác cho xà bông vào đây. Đấy, cho xà bông cái này nhá, thì khi các bác xịt thì nó sẽ ra bọt tuyết luôn. Đó, thì nó sẽ kèm cho các bác một cái cáp sạc nữa này, một cái củ sạc nữa. Đó, và các cái đầu kết nối như này. Thì con này hàng cực kỳ là chất lượng cho các bác luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá siêu hợp lý rồi. Đấy, giá siêu hợp lý rồi. Đây, chỉ có cho các bác là đi 280.000 thôi. Đấy, 280.000. Lên cho em là máy rửa xe nhá. Giá sẽ là 280.000 cho một con máy rửa xe như này. Hàng chạy ống pin cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh các bác nhá. Hello, chào các bác quay trở lại với shop phẩm hấn nhá. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu điện thoại 2 SIM 4G hàng của thương hiệu Nokia. Đấy, Nokia 105. Đấy, 4G Pro nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G, giá sẽ là 490.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là
một điện thoại này, đấy, một điện thoại Nokia này, một điện thoại Nokia như này, một viên pin nhá, một điện thoại, một pin và một cáp sạc, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn, combo cho các bác điện thoại SIM và cáp sạc, và nó sẽ có cho các bác là bàn phím nổi cực kỳ dễ sử dụng luôn, và có cho các bác là hai khai SIM nhá, đấy, cái này hàng của hãng cho nên là nó rất là chắc chắn luôn, đấy các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy này lắp SIM vào, hai khai SIM, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng Việt Nam nhá, đấy, công ty sản xuất ở Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao cho các bác luôn, đấy, một điện thoại một SIM và một pin như này nhá, combo cho các bác luôn, giá thì sẽ là 490.000, 490.000, đấy, lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G 490.000 nhá, 490.000, hàng của thương hiệu Nokia. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ nồi của Đức nhá, đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi Đức 6 món nhá, giá sẽ là 700k, đó, bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức 6 món, giá sẽ là 700k nhá, 700.000, đấy, bên em bao ship và các bác phải cọc trước 200 nhá, cọc 200k thì bên em mới gửi hàng nhá, cọc trước 200.000, nồi Đức 6 món. Đầu tiên thì nó sẽ là một con xoong to nhất này, to nhất này, hàng của thương hiệu Beijing này, đấy, Beijing, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn nhá, đó. Các bác có thể đun đa chức năng luôn, bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho em được luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Đó. Đấy. Mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực như này. Tất cả đều là mặt kính cường lực. Con này thì sẽ là 5 lít nhá. 5 lít. 5 lít cho bác nhá. Con này 5 lít này. Tiếp theo là con nhỡ này. Con nhỡ con này sẽ là 4 lít này. Đấy. Đế của nó là đế 5 lớp nhá. Đế 5 lớp. Các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại. Siêu dày luôn các nhá. Siêu dày luôn. Đó. Tiếp theo là đến con 3 lít này. Con này nó sẽ là 3 lít nhá. 3 lít. Con này sẽ là 3 lít các bác này. Đó, con này sẽ là 3 lít này. Tiếp theo thì đến con 2 lít này. Đấy, con này là 2 lít này. Hàng nó dày lắm các bác. Dày các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Hàng siêu dày luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, quai kiếc này. Mạ vàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một con 2 lít vung lạch này. À quai lạch này. Dày lắm các bác, dày lắm. Và theo, khá dày luôn. Đó, chữ chìm này. Đó, siêu dày chữ chìm luôn. Đó. Và một con chảo tráng đá chống dính, đường kính của nó vào khoảng là 26-27 cm. Đó, đây, rất dày các bạn, dày lắm. Đây, cầm nặng chỉ trịch luôn. Đó, giá thì sẽ là 700.000. Đấy, combo cho các bác 6 món này. Đều là có vung hết nhá, có vung hết nhá. Chảo này cũng có vung luôn. Các bác chiên rán xào nấu rất là tiện này. Có vung hết này. Đó, con này thì sẽ là 700.000. Lên theo là bộ nồi Đức 6 món, 700.000. Cọc 200k thì bên em mới đi đơn nhá. Đó, giá thì cực kỳ hấp dẫn cho bác rồi. Bao gồm cho các bác là con này sẽ là 5 lít này, 4 lít này, 3 lít này và hai con 2 lít và một con chảo. Combo cho các bác 700.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác một số cái mã ấm nhá. Ấm thì đầu tiên nó sẽ là một cái con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, hàng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho con ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Con này dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít này. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, điện 220V, 50Hz, 1500W và 2,5 lít. 130.000 nhá, 130k, ấm siêu tốc Hàn Quốc 130k này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con phích đun sôi này, phích đun sôi. Hàng cũng của thương hiệu Cuckoo của Hàn Quốc. Con này thì vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đấy, giữ nhiệt nhá. Đấy, và cái này thì về nhà các bác cứ cho nước vào đây và nó sẽ giữ nhiệt cho các bác nhá. Giữ nhiệt cho các bác. Các bác chỉ cần đặt vào cái khay này là xong. Vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đó, lên cho em là phích đun sôi. Giá sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó, con này nó sẽ là phích đun sôi nhá. Phích đun sôi, hàng của thương hiệu Cuckoo này. Đó, Cuckoo. Con này thì dung tích của nó cũng là 3 lít cả vỏ nhá. 3 lít cả vỏ. Điện 220V và 1300W, 180.000, 180.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc inox nhá. Ấm siêu tốc inox 450.000. Chất liệu của nó thì bằng inox 304 này các bác này. Đó, đây. Hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. 2200W và dung tích của nó là 1,7 lít. Đấy. Con này thì dùng thì cực kỳ là đẹp rồi. 450.000, con này hàng của thương hiệu Kyler thì cực kỳ là xịn sò. Lên cho em là ấm siêu tốc,
ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, giá của nó sẽ là đây, điều khiển của nó đây này. Đấy. Giá của nó sẽ là đi 450.000. Đấy, bằng inox nhá, bằng inox. Tiếp theo thì sẽ là một con ấm siêu tốc Đức. Con này là 290.000. Con này thì có lưới lọc luôn. Nó sẽ có cái lưới lọc như này. Thì các bác có thể dùng để lọc trà, lọc cà phê, lọc các cái loại hạt cho vào đây đều được hết nhá, pha trà, pha cà phê các loại hạt. Con này thì giá của nó sẽ là 290.000, bên em bao ship đến tận nhà nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh này. Đấy, của thương hiệu Mega House của Đức các bác. Nói chung là các bác cứ cắm vào xong là bật ra là bê ra là uống thôi. Rất là tiện. Đấy, có khách có khứa tiện lắm. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi đây. Thông số con này các bác này. 2000W, 50Hz, 1,8 lít. Con này cũng rất là tiện luôn, đặt vào là xong, kết nối bằng đồng hết này. Đấy. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, 290.000. Tiếp theo thì một cái con bình bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20 này. Bình 20. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá sẽ là đi 80k nhá, 80k. Đó. Bình 20 2 lít 80k. 80.000. Inox 304, dày dẫn chắc chắn, giá hợp lý cho bác luôn. 80k thôi. Tiếp theo thì sẽ là một con này nó sẽ là con bình pha trà nhá, bình pha trà, giá sẽ là 100k, 100.000 cho con bình pha trà như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi 1 lít, đấy, bình pha trà 1 lít. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, nói chung là cũng đa chức năng luôn. Nó có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Pha trà, pha cà phê, inox 316, dung tích 1 lít nhá. Đấy, lên cho em là bình pha trà nhá, bình pha trà. Đó, bình pha trà màu đen rất là đẹp luôn, 100k. Rồi ok. Các bác đã được thưởng thức chất âm của con loa ngắn nhá các bác nhá. Con này thì các bác lên cho em là loa ngắn. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 195.000. 195.000 cho con loa ngắn như này. Đấy, loa ngắn, lên cho em là loa ngắn 195.000. Tiếp theo thì em sẽ test cho các bác cái con này các bác bật nguồn thì các bác giữ lì, ấn lì này cho em nhá. Ấn lì này nhá. Đấy, ấn lì này này sẽ lên nó tắt này. Để các bác giữ cái phím nguồn này, ấn cho em. Đó. Nó sẽ có 3 phím, 3 phím nhá. Các bác nhấn lì cho em. Và đằng sau của nó thì có hai chân, một chân cắm sạc này, một chân cắm USB và một chân cắm jack 3.5. Đó. Con này thì chất âm cũng cực kỳ là hay luôn. Tiếp theo thì em sẽ kết nối cho các bác cái chất âm của con loa gỗ dài này nhá. Con loa gỗ dài này thì sẽ là 260k nhá. 260.000. Lên cho em là loa gỗ dài 260.000 của nhá. Đấy. Loa gỗ dài này. Loa gỗ dài 260k. 260.000 cho con loa gỗ dài như này nhá, loa gỗ dài. Các bác bật nguồn lên cho em này. Đấy. Bật nguồn lên cho em. Nút nguồn đây, các bác bật nguồn lên. Sau đó thì các bác vào, các bác kết nối vào Bluetooth này. Đấy, kết nối vào Bluetooth cho em. Đấy, kết nối vào Bluetooth. Sau đó thì mình sẽ, nó sẽ dò nhá. Đấy, nó sẽ dò và nó sẽ ghép đôi. Thì cũng rất là đơn giản thôi. Đấy.
Đấy, giò sau đó thì nó ghép đôi và là xong các bác nhá. Đó. Con này thì cũng chiều dài của nó thì vào khoảng 40 cm, chiều cao là 10 10. Đấy, cao 10, rộng 10. Đấy, chất liệu của nó thì vỏ bằng gỗ này. Vỏ bằng gỗ rất là đẹp luôn. Vỏ gỗ vân gỗ rất là đẹp và có các cái phím điều khiển này. Có thêm cho các bác là cả cái giá đỡ điện thoại như này luôn, thì khi các bác sử dụng nó rất là tiện. Lên cho em là loa gỗ dài 260.000 bên shop bao ship đây các bác nhá. Đó, con này em đã kết nối vào Bluetooth nhá. Nó sẽ có hai loa như này, hai loa hai bên này. Đó. Mã của nó là SM520. Cho to nhỏ ở đây nhá. To nhỏ thì là hai luôn các bác nhá. Con này thì vỏ của nó là vỏ gỗ vân gỗ rất là đẹp nha. Đó, 260.000 cho con loa gỗ dài như này. Đấy, lên cho em là loa gỗ dài. Ở đây thì nó sẽ có cho các bác là chân cắm USB, thẻ nhớ, rồi đầu 3,5 cổng sạc vào, rồi nói chung là nguồn nhiếc các thứ đầy đủ luôn. Chất âm thì khỏi phải bàn rồi. Đó. Tiếp theo thì em sẽ lên cho bác con đài FM nhé. Con đài FM. Con này cũng là 260.000. Bên shop bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đấy, các bác bật cho em chế độ FM này. Sau đó đây cái nút này là bật nguồn này. Đó. Bật nguồn. Sau đó thì mình bắt đầu mình dò thôi. Đó, đây. Dò đây các bác nhá. Các bác cứ để cho em chế độ FM, sau đó thì các bác dò. Các bác cứ dò từ từ là nó sẽ ra thôi. Khi dò này các bác dò chậm cho em nhá. Đấy. Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nước ta đang trải qua quá trình chuyển đổi số với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, kỹ thuật, công nghệ và Internet. Có cả đồng hồ luôn các bác nhé, có cả đồng hồ luôn. Các bác tháo thêm cái lấy này ra này, gạt cái đồng hồ xuống là nó chạy này. Tuy nhiên, các đồng hồ này kim trôi, buổi tối các bác có thể để đang phòng ngủ đặt được, không sợ bị kêu nhé. Tăng cường những giải pháp đảm bảo an toàn an ninh mạng trong tình hình mới. Thưa quý vị, thưa các bạn, trong 6 tháng đầu năm, ở đây thì nó sẽ có cho các bác là cáp sạc này, một viên pin này. Đó, mà các bác cũng có thể lắp pin to được nhá. Rất ngon luôn. Đây là điều chỉnh đồng hồ này. Đấy. Ngoài ra thì các bác có thể dùng tính năng MP3 nhá. MP3 thì các bác bật MP3 lên cho em. Sau đó thì các bác dò vào Bluetooth nhá. Dò vào Bluetooth này. Đó. Dò vào Bluetooth cho em. Đó. Sau đó thì các bác kết nối như bình thường. Con này thì giá sẽ là 260.000. Lên thì em là đài FM nhé. 260.000 bên em bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. Đó. Các bác dò cho em là đài FM này. Nó có cái mã đây này. NS8898BT này. Đó. Thì các bác cứ dò là nó sẽ ra thôi. Sau đó thì mình ghép đôi vào. Đây các bác nhé. Đó. To nhỏ đây các bác này. Con này thì nghe loa thì nó cũng bình thường thôi, nó sẽ không hay như là cái loa chuyên nghe, nhưng mà cũng nghe ok các bạn. 260.000, vừa có đài FM, vừa có loa, vừa có đồng hồ, bao ship với tận nhà, giá siêu hạt rẻ luôn. Chất âm thì nó sẽ không hay bằng hai cái loa kia được các bạn nhá. Khi các bác sử dụng tính năng FM thì các bác cho FM này. Đấy. Các bác sử dụng tính năng MP3 thì cho MP3 cho em nhé. Đó. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhé. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhé. Cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop tiếp tục về cho các bác cái mẫu điện thoại 2 SIM 4G hàng của thương hiệu Nokia.
đấy, Nokia 105 đấy, 4G Pro nhá. Lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G, giá sẽ là 490.000. Bên em bao ship tới tận nhà cho các bác luôn. Hàng này thì nó sẽ là một cái hàng cực kỳ chất lượng cho các bác nhá. Nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện, nguyên hộp như này. Sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là một điện thoại này, đấy, một điện thoại Nokia này, một điện thoại Nokia như này, một viên pin nhá, một điện thoại, một pin và một cáp sạc, nói chung là đầy đủ cho các bác luôn. Combo cho các bác điện thoại SIM và cáp sạc, và nó sẽ có cho các bác là bàn phím nổi cực kỳ dễ sử dụng luôn, và có cho các bác là hai khai SIM nhá. Đấy, cái này hàng của hãng cho nên là nó rất là chắc chắn luôn. Đấy, các bác chỉ cần là đẩy cái lẫy này cho em. Đấy, lắp SIM vào, hai khai SIM, hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, hàng Việt Nam nhá. Đấy, công ty sản xuất ở Việt Nam, hàng Việt Nam chất lượng cao cho các bác luôn. Đấy, một điện thoại, một SIM và một pin như này nhá, combo cho các bác luôn. Giá thì sẽ là 490.000, 490.000. Đấy, lên cho em là điện thoại 2 SIM 4G 490.000 nhá, 490.000, hàng của thương hiệu Nokia. Tiếp theo là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bộ nồi của Đức nhá. Đấy, lên mã giúp cho em đó là nồi Đức 6 món nhá, giá sẽ là 700k. Đó, bộ nồi Đức này, bộ nồi Đức, nồi Đức 6 món, giá sẽ là 700k nhá, 700.000. Đấy, bên em bao ship và các bác phải cọc trước 200 nhá. Cọc 200k thì bên em mới gửi hàng nhá. Cọc trước 200.000, nồi Đức 6 món. Đầu tiên thì nó sẽ là một con xoong to nhất này, to nhất này, hàng của thương hiệu Beijing này. Đấy, Beijing, cực kỳ dày dẫn và chắc chắn luôn nhá. Đó, các bác có thể đun đa di năng luôn, bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại, các loại bếp cho em được luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 700.000. Đó. Đấy, mặt kính cường lực nhá, mặt kính cường lực như này. Tất cả đều là mặt kính cường lực. Con này thì sẽ là 5 lít nhá, 5 lít, 5 lít cho bác nhá. Con này 5 lít này. Tiếp theo là con nhỡ này, con nhỡ con này sẽ là 4 lít này. Đấy, đế của nó là đế 5 lớp nhá, đế 5 lớp. Các bác có thể đun bếp từ, bếp ga, bếp halogen, bếp hồng ngoại. Siêu dày luôn các bác nhá, siêu dày luôn. Đó. Tiếp theo là đến con 3 lít này. Con này nó sẽ là 3 lít nhá, 3 lít. Con này sẽ là 3 lít các bác này. Đó, con này sẽ là 3 lít này. Tiếp theo thì đến con 2 lít này. Đấy, con này là 2 lít này. Hàng nó dày lắm các bác. Dày, các bác nghe tiếng kêu là biết rồi. Hàng siêu dày luôn. Mặt kính cường lực nhá. Đấy, quai kiếc này, mạ vàng rất là đẹp luôn. Tiếp theo là một con 2 lít vung lạch này. À, quai lạch này. Dày lắm các bác, dày lắm. Quai theo, khá dày luôn. Đó, chữ chìm này. Đó, siêu dày chữ chìm luôn. Đó, và một con chảo tráng đá chống dính. Đường kính của nó vào khoảng là 26-27 cm. Đó, đây. Rất dày các bạn, dày lắm. Đây, cầm nặng chịch chịch luôn. Đó, giá thì sẽ là 700.000. Đấy, combo cho các bác 6 món này. Đều là có vung hết nhá, có vung hết nhá. Chảo này cũng có vung luôn. Các bác chiên rán xào nấu rất là tiện này. Có vung hết này. Đó, con này thì sẽ là 700.000. Lên theo là bộ nồi Đức 6 món 700.000. Cọc 200k thì bên em mới đi đơn nhá. Đó, giá thì cực kỳ hấp dẫn cho bác rồi. Bao gồm cho các bác là con này sẽ là 5 lít này, 4 lít này, 3 lít này, và hai con 2 lít và một con chảo. Combo cho các bác 700.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác một số cái mã ấm nhá. Ấm thì đầu tiên nó sẽ là một cái con ấm siêu tốc của Hàn Quốc này, hàng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000 cho con ấm siêu tốc của Hàn Quốc. Con này dung tích của nó sẽ là 2,5 lít nhá, 2,5 lít này. Đó, hàng của Hàn Quốc cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Ấm siêu tốc Hàn Quốc này. Đấy, điện 220V, 50Hz, 1500W và 2,5 lít. 130.000 nhá, 130k, ấm siêu tốc Hàn Quốc 130k này. Đấy. Tiếp theo nó sẽ là một con phích đun sôi này, phích đun sôi, hàng cũng của thương hiệu Cúc Cu của Hàn Quốc. Con này thì vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đấy, giữ nhiệt nhá. Đấy, và cái này thì về nhà các bác cứ cho nước vào đây và nó sẽ giữ nhiệt cho các bác nhá. Giữ nhiệt cho các bác chỉ cần đặt vào cái khay này là xong. Vừa đun sôi vừa giữ nhiệt luôn. Đó, lên cho em là phích đun sôi. Giá sẽ là, các bác lên mã giúp cho em đó, con này nó sẽ là phích đun sôi nhá, phích đun sôi, hàng của thương hiệu Cúc Cu này. Đó, Cúc Cu. Con này thì dung tích của nó cũng là 3 lít cả vỏ nhá, 3 lít cả vỏ. Điện 220V và 1300W, 180.000, 180.000 các bác nhá. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc inox nhá, ấm siêu tốc inox 450.000. Chất liệu của nó thì bằng inox 304 này các bác này. Đó, đây.
hàng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn, 2200W và dung tích của nó là 1,7 lít. Đấy, con này thì dùng thì cực kỳ là đẹp rồi, 450.000. Con này hàng của thương hiệu Kyler thì cực kỳ là xịn sò rồi. Lên cho em là ấm siêu tốc inox nhá. Đấy, giá của nó sẽ là đây, điều khiển của nó đây này. Đấy, giá của nó sẽ là đi 450.000. đấy, bằng inox nhá, bằng inox. Tiếp theo thì sẽ là một con ấm siêu tốc Đức, con này là 290.000. con này thì có lưới lọc luôn, nó sẽ có cái lưới lọc như này, thì các bác có thể dùng để lọc trà, lọc cà phê, lọc các cái loại hạt cho vào đây đều được hết nhá, pha trà, pha cà phê, các loại hạt. Con này thì giá của nó sẽ là 290.000, bên em bao ship đến tận nhà nhá. Chất liệu của nó thì bằng thủy tinh này. Đấy, của thương hiệu Mega House của Đức các bác. Nói chung là các bác cứ cắm vào xong là bật ra là bê ra là uống thôi, rất là tiện. Đấy, có khách có khứa tiện lắm. Đó. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi đây. Thông số con này các bác này. 2000W, 50Hz, 1,8 lít. Con này cũng rất là tiện luôn, đặt vào là xong, kết nối bằng đồng hết này. Đấy. Ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, 290.000. Tiếp theo thì một cái con bình 20 nhá. Lên cho em là bình 20 này. Bình 20 dung tích của nó sẽ là 2 lít và giá sẽ là đi 80k nhá, 80k. Đó. Bình 20 2 lít 80 cành, 80.000. Inox 304, dày dẫn chắc chắn, giá hợp lý cho bác luôn, 80k thôi. Tiếp theo thì sẽ là một con này nó sẽ là con bình pha trà nhé, bình pha trà, giá sẽ là 100k, 100.000 cho con bình pha trà như này. Con này thì dung tích của nó sẽ là đi 1 lít, đấy, bình pha trà 1 lít. Con này thì các bác có thể dùng để pha trà, pha cà phê, nói chung là cũng đa di năng luôn. Nó có lưới lọc như này nhá, có lưới lọc như này. Pha trà, pha cà phê, inox 316, dung tích 1 lít nhá. Đấy, lên cho em là bình pha trà nhá, bình pha trà. Đó, bình pha trà màu đen rất là đẹp luôn, 100 cành. Rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với số phỏng vấn nhá. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Lưu ý các bác đã gọi điện không nhắn tin tránh việc trùng đơn. Nhận hàng kiểm tra cùng ship và cân nhắc trước khi mua hàng tránh việc không nhận hàng. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like nhá. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho bác cái sản phẩm, đó là cái bạt phủ xe. Xe đạp, xe máy, xe đạp điện, các loại xe đều phủ được hết nhá. Kể cả SH luôn. Giá sẽ là 50k cho cái bạt phủ xe như này. Đấy, chất liệu của nó thì nó sẽ là bằng vải bạt chống rách rất là tốt và kháng nước. Các bác chỉ cần là bóc ra phủ lên xe là xong, 50.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái bộ nồi Sony. Bộ này thì nó sẽ có cho các bác là 3 món. Giá thì sẽ là 185.000 cho cái bộ nồi Sony như này không nhá. Đấy. 195.000, 195.000. Bộ này thì nó sẽ có cho các bác là 3 món. Hàng thì khá là dày dẫn chắc chắn luôn. Đây. Đấy. Vùng của nó cũng rất là dày này, và cái nắp này của nó thì nó sẽ là rời nhá. Cái núm này của nó là rời, nó có sẵn nó ốc trước rồi, về nhà các bác bắt vít vào cho em. Đấy. Bộ này thì sẽ bao gồm cho các bác là 3 món này. Bao gồm là cái nồi to nhất này thì con này các bác đun bếp từ, bếp ga, bếp hồng ngoại đều đun được hết nhá. Hàng thương hiệu Sony, hàng này thì nó tặng cho khách hàng. Đấy, nó tặng cho khách hàng các bác này. Đấy. Con to nhất này. Đấy. Tiếp theo là đến một con nhỡ này. Một con nhỡ và một con nhỏ. Tổng của nó là có 3 con. Tổng của nó 3 con như này. 3 con. Đấy, một con nhỏ nhất nữa này. Giá thì sẽ là 195.000. Dày lắm các bác. Vung viếc của nó khá là dày luôn, mà son rất là dày. Đấy, các bác nghe tiếng kêu là các bác biết rồi, rất là dày này. Đấy, combo cho các bác là 3 món nha. Lên cho là bộ nồi Sony nhá, 3 món. Giá của nó sẽ là 195.000, nó sẽ có con to nhất là 20 cm này, đến 18 cm và 16 cm nhá. Đấy. Con to nhất này thì đường kính của nó là 20 cm nhá, 20 cm. Đó. Rất là to luôn các bác nhá. Rất to luôn, rất dày dẫn chắc chắn. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái ấm siêu tốc Đức nhá, ấm siêu tốc Đức. Con này 290.000. Con này thì các bác lên cho em là ấm siêu tốc Đức, nó sẽ có cho các bác một cái hệ thống lưới lọc để các bác có thể là pha trà, pha cà phê đây các bác này. Hệ thống lưới lọc như này. Các bác có thể cho trà, cho cà phê, cho các loại hạt vào đây, mình đun nấu đều được hết nhá. Đấy. Hàng rất là dày dẫn chắc chắn luôn.
đấy, của thương hiệu Mega Hau, lên cho em là ấm siêu tốc Đức nhá. Đấy, con này thì các bác có thể đun là mang ra uống được luôn, nó rất là tiện, không cần phải rót ra rót vào nữa. Đây cái đế của nó này, đấy, rất là đẹp luôn, hàng dày dẫn chắc chắn nhá, dày dẫn chắc chắn ngon lành như này. Đấy, công tắc đóng bật ở đây, đun ra là mang ra uống luôn, rất là tiện luôn. 290.000, lên cho em ấm siêu tốc Đức 290.000 thôi nhá. Tiếp theo thì bóng đèn này, bóng đèn thì đầu tiên nó sẽ là cái dòng 4 cánh mini, giá của nó sẽ là 40.000 cho con 4 cánh mini này, công suất là 28W, siêu sáng luôn, 4 cánh mini nhá. Đấy, 4 cánh mini giá là 40k, siêu sáng luôn, công suất của nó là 28W nhá, 28W siêu sáng luôn, 4 cánh mini giá của nó sẽ là 40.000. Tiếp theo là 5 cánh 120.000 nhá. Đấy, 5 cánh to 120.000, 5 cánh to 120.000, công suất của nó là 100W nhá, 120.000, công suất là 100W đây. Đấy, siêu sáng luôn các bạn này, rất sáng luôn. Đó, rất sáng luôn. 5 cánh to 120.000 này. Tiếp theo là đến cái 8 cánh nhá. Con 8 cánh này là 190.000 thôi, con 8 cánh này. Con này là 8 cánh 190.000. Con này thì công suất là 200W, có thể gập vào gập ra được, mang đi rất là gọn luôn và siêu sáng luôn. Các bác mang đi tổ chức sự kiện này, hoặc là làm công xưởng công trình đều ok hết nhá. Siêu sáng cho các bác luôn. Con này sẽ là 200W và 195.000. 195.000. Con này thì nó sẽ là 8 cánh nhá. Đấy, 8 cánh 190.000, 190.000. Tiếp theo thì nó sẽ là cái mùa đông rồi. Về thì nó sẽ về cho các bác cái tất vỉ như này nhá. 90.000 một vỉ, bao gồm là màu đen, màu ghi và màu trắng. Lên cho em là tất vỉ 90.000 một vỉ, 10 đôi, màu đen, màu ghi, màu trắng như này nhá. Đấy, tất vỉ. Giá thì rất hợp lý rồi. Giá chỉ có cho các bác là đi 90.000 một vỉ, 10 đôi thôi. Đấy, hàng thương hiệu Nike của Nhật nhá. Co giãn 4 chiều thấm hút mồ hôi, mua một vỉ này dùng hết mùa đông luôn, dùng quanh năm ngày tháng luôn. Giá thì chỉ có cho các bác là 90.000 thôi. 90.000 cho một vỉ 10 đôi nhá. Có màu đen, màu trắng và màu ghi. Các bác muốn lấy màu nào thì lấy bên em bán nguyên vỉ nhá. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là tất hộp này. Tất hộp thì nó sẽ có màu đen. Đấy, tất hộp màu đen như này. Một vỉ của nó là 5 đôi. Hàng này thì là hàng cổ cao. Cổ cao khoảng 10, từ gót lên thì nó vào khoảng là 10 đến 12 cm. Con này thì giá sẽ là 80.000 cho một hộp như này, bao gồm 5 đôi nhá. Đấy, tất hộp 5, tất hộp 5. Đấy, còn con kia là tất vỉ 10. Tiếp theo là đèn pin này. Đèn pin thì đầu tiên nó sẽ là cái đèn 5 bóng này, đèn 5 bóng, giá chỉ có 40 cành thôi. 40 cành cho con đèn 5 bóng như này. Có con này là đeo đầu nhá, đeo đầu. Đấy, đeo đầu cũng được mà cầm tay cũng được. Đấy, nó sẽ có 5 bóng như này, rất sáng luôn các bạn này. Đấy, rất sáng luôn. Sáng chói chang luôn. Đấy, các bác có thể bật 1, bật 4 hoặc bật 5 tùy thích. Con này thì giá của nó sẽ là 40.000 thôi. Đèn đeo đầu 5 bóng, giá sẽ là 40k nhá, 40k này. Đó. Tiếp theo là đèn phễu này. Đèn phễu này thì sẽ là 90.000 cho con đèn phễu như này. Giá của nó sẽ là 90k nhá. 90k cho con đèn phễu như này. Con này cũng có cáp sạc, có quai đeo đàng hoàng. Các bác có thể đeo đầu hoặc cầm tay. Con này thì nó là dòng siêu sáng rồi. Đó, ánh sáng vàng nhá, ánh sáng vàng siêu sáng luôn. Đó, đây. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 nhá. Có cả chân sạc các thứ đầy đủ cho các bác đây. Đấy. Đèn phễu con này thì sẽ là 90.000. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác là con đèn đeo đầu wifi nhá. Đèn đeo đầu wifi. Con này giá của nó sẽ là 130.000. 130.000 cho con đèn đầu wifi như này, cũng có cáp sạc đầy đủ nhá. Có cả cổng sạc ra cho điện thoại. Con này thì hàng của Đức nhá. Đấy, hàng của Đức đây. Made in Germany này. Hàng của Đức rất chất lượng cho các bác luôn. Đây. Đấy, con này thì ưu điểm của nó là có cảm biến nhá. Đấy, có cảm biến. Các bác chỉ cần gạt tay này là nó sẽ sáng hoặc tối này. Đấy, rất tiện ích luôn. Giá thì sẽ là 130.000. Lên cho em là đèn đeo đầu wifi 130k cho con đèo đầu wifi này, 130.000. Tiếp theo là cái lõi lọc nước này, lõi lọc nước 50.000. Các bác có thể lắp trực tiếp vào trong các cái vị trí như là máy giặt, tủ lạnh, rồi nói chung là các cái khu vực mà cần phải lọc nước thì các bác cho con này cho em. Giá sẽ là đi 50.000 cho con lọc nước như này. Lên cho em là lõi lọc nước nhá, sẽ là 50.000 cái lõi lọc nước này, lắp vào tủ lạnh rồi lắp vào máy giặt, bình nóng lạnh đều ok hết nhá. Tiếp theo là cái con vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000 cho con vòi đơn như này. Đấy, vòi inox 304 để chuyên xả nước này. Đấy, lên theo là vòi đơn, giá sẽ là 50k cho con vòi đơn như này nhá. 50.000 cho con vòi đơn như này. Tiếp theo thì sẽ là một cái đuôi hai đầu nhá, 60.000. Đấy, về nhà các bác xoáy cái đuôi này vào cái bóng cũ cho em, xoáy vào cái đuôi cũ, sau đó thì các bác xoáy cái đuôi cảm biến này vào và xoáy bóng vào. Đó, thì sẽ giúp cho các bác là cảm biến chuyển động, khi có người đến thì nó sẽ sáng và có người đi qua nó sẽ tắt nhá. Đuôi cảm biến hai đầu 60.000. Tiếp theo là đến cái thuốc trị đau dạ dày nhá. Thuốc trị đau dạ dày, một hộp này của nó là 1 2 3 4 5 vỉ, một hộp 5 vỉ.
chuyên trị đau dạ dày cho em. Đấy, giá sẽ là 100.000 cho một hộp như này. Lên cho em là thuốc trị đau dạ dày nhá, 100.000 một hộp này. Tiếp theo thì nó sẽ là một cái con đèn mang sông nhá. À đèn dầu, các bác lên cho em là đèn dầu, 130.000 cho con đèn dầu như này. Đấy. Con này thì nó sẽ là sơn giả cổ rất là đẹp luôn, sơn giả cổ rất là đẹp, quay đeo quay sách đàng hoàng. Các bác chỉ cần ấn lẫy này lên này để mình châm dầu cho em này, châm dầu vào đây, sau đó thì mình sẽ thả xuống này. Đó, nó rất là tiện ích luôn. Đó, chất liệu thì nó sẽ là bằng thép, sơn giả cổ rất là đẹp luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 130.000 nhá, 130.000. Về nhà các bác châm dầu vào đây cho em, châm dầu vào đây. Tiếp theo thì nó sẽ là con dao vàng nhá, 20.000 con dao vàng như này. Hàng này thì siêu bén luôn. Các bác có thể dùng để mình gọt hoa quả rồi nói chung là dùng đa chức năng được. Rất là bén các bác nhá. Đấy, rất là bén luôn. Dao vàng rất bén luôn các bác này. Đây. Đấy. Dao siêu bén luôn các bác theo. Đấy. Con này gọt hoa quả này nói chung là dùng cái gì cũng được. Bén lắm các bạn. Đấy, các bác theo. Rất bén luôn. 20.000 cho một con dao vàng như này nhá. 20.000 một con, 50.000 ba con luôn, bán thanh lý. 20.000 con dao vàng như này. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đồng hồ đây. Đấy, con này nó sẽ là đồng hồ treo tường nhá, đồng hồ treo tường 75.000. Rất là đẹp luôn. Đấy, 75.000. Không kèm pin, về nhà các bác lắp pin rồi cho em. Hàng của hãng nhá, cực kỳ chất lượng luôn. 75.000 đường kính 20cm, đồng hồ treo tường rất là tiện. Tiếp theo thì nó sẽ là cái con ổ sạc nhanh nhá, ổ sạc nhanh. Đấy. Con này thì nó sẽ là một cái dòng ổ mà có sẵn cả cổng sạc nhanh như điện thoại luôn các bác, chỉ cần đặt điện thoại vào đây. Đó. Công tắc đóng ngắt, 2-3 ổ cắm, 4 chân USB, nói chung là con này tiện lắm. Các bác dùng vào việc gì cũng được, nó rất là tiện. Đấy, lên cho em là ổ sạc nhanh 150.000. 150.000 cho con ổ sạc nhanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ chuyên chén đồng nhá. Đấy, bộ này nó sẽ là bộ chuyên chén đồng, bao gồm cho các bác là 6 chén, một cái khay như này nhá, một khay này. Đấy. Một chuyên và 6 chén nhá. Đấy, một chuyên và 6 cái chén bằng đồng như này. Rất là đẹp luôn, bộ chuyên chén đồng. Đấy, một chuyên 6 chén. Hàng này thì nó không to đâu, nó chỉ nhỏ xinh thôi. Đấy, nhỏ xinh thôi nhưng mà nói chung là các bác dùng để uống nước này, tiếp khách này hoặc là bày ban thờ hoặc là nói chung là dùng vào đỗng được, nó rất là tiện. Đấy. Bộ hàng đẹp, 6 chén cho các bác nhá. Đấy. Hoa văn thì nó sẽ là cái dòng ba văn rồng phượng như này. Đấy, bao gồm là một chuyên 6 chén như này nhá. Hàng bằng chất liệu bằng đồng nhá. Đấy, bằng đồng rất là đẹp luôn. Bộ chuyên chén đồng như này giá sẽ là 400.000 nhá. 400.000 cho một cái bộ chuyên chén đồng như này, 400k. Đấy. Đây là chuyên chén đồng 400.000. Cái này của nó thì nó chỉ trong lòng bàn tay này thôi nhá. Cái chuyên của nó trong lòng bàn tay này thôi. Rất là đẹp luôn con này. Đấy, rất đẹp luôn. Bộ chuyên chén đồng giá sẽ là 400.000 cho cái bộ chuyên chén đồng như này. Rồi ok. Vâng, xin chào các bác nha. Các bác vừa được nghe chất âm của con loa gỗ dài, bên em gọi là loa gỗ dài. Chất liệu của nó thì là vỏ gỗ rất là đẹp luôn, vỏ gỗ vân gỗ rất là đẹp nha. Đó, có chân đế như này. Và ở đây thì nó sẽ có hai loa bát cực kỳ là mạnh luôn, chất âm trầm ấm nhá. Có giá đỡ để các bác để điện thoại lên chốc luôn này. Và ở đây thì nó sẽ có cho các bác là các cái phím như là nguồn này. Đấy, phím to nhỏ này, các bác có thể điều chỉnh to nhỏ ở đây. Đấy, tắt nguồn đi ở đây nhá. Và có cổng cắm USB này, cổng cắm jack 3.5 này, cắm thẻ nhớ này. Đấy, và cổng sạc vào này. Đấy, có kèm cho các bác một dây sạc nhá. Giá của nó sẽ là 260 cành. Lên mã giúp cho em đó là loa gỗ dài nhá. Loa gỗ dài, giá của nó sẽ là 260k. Lên cho em là loa gỗ dài này.
loa gỗ dài, giá sẽ là 260k, 260.000, bên em bao ship đến tận nhà luôn nhá. Loa gỗ dài 260.000, bao ship tận nhà cho các bác luôn. Nhận hàng các bác có thể kết nối USB, kết nối thẻ nhớ, rồi kết nối với điện thoại qua Bluetooth nhá, qua Bluetooth để các bác bắt sóng cho em, rất tiện ích luôn. Đó. Nút nguồn đây nha, các bác sử dụng thì các bác bật nút nguồn này lên cho em này. Bật nút nguồn này lên này. Đấy, bật nút nguồn lên. Sau đó thì các bác kết nối vào với điện thoại của mình nhá. Kết nối với điện thoại của mình. Các bác dò Bluetooth các bác kết nối này. Sau đó thì mình nghe thử này. Rồi ok, 260.000 các bác nhá. Chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Đấy. Thì hôm nay bên shop lại tiếp tục cập nhật các mã hàng mới. Em lên cho các bác một số cái mã đồ thiết bị vệ sinh các bác nhá. Đấy, thiết bị vệ sinh. Đầu tiên đó là cái mã sen cây nhá. Con này thì bên shop đang gửi tới bác cái giá đó là 1.350.000. Con này thì các bác lên cho em là sen cây 1.350.000. Con này thì yêu cầu các bác phải cọc trước thì bên em mới đi đơn nhá. Cọc trước thì bên em mới đi đơn. Đấy, lên mã giúp cho em đó là sen cây này. Sen cây 1.350.000. Cọc trước cho em 200 nhá. Con này nó sẽ là hàng cồng kềnh như nên là cọc 200k. Đấy, 1.350.000 bao ship, cọc trước 200.000. Đấy, đây nguyên cái củ này của nó đã nặng vào khoảng là nguyên cái củ này nặng vào khoảng là trên dưới 2 cân này có nhá. Nguyên cái củ gật gù này nó vào khoảng là 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi nhá. 2 cân 3 đến 2 cân rưỡi cho cái củ gật gù như này. Đấy, đây là cái củ gật gù của nó này. Đấy. Tiếp theo thì nó sẽ là các cái tay sen này, đây cái chân cái tay sen này các bác. Đấy. Tay sen đây. Đấy, đây là cái tay sen của nó các bác này. Đấy, đây là cái tay sen của nó này. Tay sen này thì về nhà các bác lắp vào cho em này. Đây là dây vòi vệ sinh này. Đấy, các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này. Dây vòi sen này. Đấy. Và cái đi kèm cho các bác là cái bát sen của nó này. Đây. Đấy, bộ sản phẩm của nó sẽ là một bát sen cầm tay và một bát sen to này. Đấy. Một bát cầm tay và một bát to như này. Đây là bát cầm tay này. Đấy, bát cầm tay của nó bằng inox hết này. Bát cầm tay inox hết. Đấy, và một cái bát to như này nữa này. Đấy, một cái bát to. Con này thì về nhà các bác bóc xem cái dây bóng xanh này đi nhá. Đấy, bóc xem cái dây bóng xanh này đi này. Đấy, đây. Sáng bóng đẹp luôn con này. Đấy. Bóc xem cái dây bóng xanh này ra. Đó. Đây là chống xước. Nó sẽ có cho các bác là 8864 cái giọt nước như này. Đấy, các bác xả ra mình tắm. Đó. Thì bao gồm là một sen tay, một bát sen to nhá. Và một củ như này. Một củ như này. Đấy, một củ như này. Đấy, đây em sẽ lắp đặt vào cho các bác xem cho nó trực quan sinh động luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 1.350.000. 1.350.000. Đầu tiên thì các bác để cái cây này lên cho em này. Đấy, để cái cây này lên này. Lắp cái củ này vào đây này. Đấy. Lắp cái củ này vào đây. Đây. Lắp cái củ này vào đây. Đấy, lắp cái củ này vào đây. À, đây là cái bát của nó này, bát của nó này. Đấy. Đây là bát, còn đây là cái sen tay này. Đấy. Combo cho các bác luôn, một cái sen cây chất lượng như này nhá. Một sen cây chất lượng như này. Giá sẽ là 1.350.000. Nguyên con củ này nặng trên dưới 2 cân nhá, trên dưới 2 cân, hàng inox 304 không bắt 5 châm. Đó, sen cây nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã sản phẩm đó là cái đầu tiên nó sẽ là cái đây, con này nó sẽ là một cái vòi lavabo nhá. Vòi lavabo giá sẽ là 420.000. Đây. Đấy, cái vòi này nó sẽ là cái vòi lắp vào chậu rửa mặt đấy, lắp vào chậu rửa mặt. Thì bên em gọi nó sẽ là lấy cả cái một hai vòi ra đây, cam xanh nhất lấy hết luôn, các gì liên quan nước đấy này. Đấy, vòi lavabo, con này nó sẽ là 420.000, hàng của thương hiệu Osaka Japan nhá, Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy. Cả con sen cây này cũng là Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết này. Đấy. Osaka Japan, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đấy, hàng của Nhật cực kỳ chất lượng luôn. Đó, đây. Con này cũng là Osaka Japan, hàng mạ chrome sáng bóng nhá. Đó. Con này thì các bác lên cho em là các bác lên mã giúp cho em đó là vòi lavabo nhá. Vòi lavabo, con này thì nó sẽ có cho các bác là đây, hai chân nước như này bằng đồng hết này. Hai chân nước như này bằng đồng hết này. Đấy. Thì con này thì nó chia ra làm hai nguồn nước nóng lạnh các bác nhá, hai nguồn nước nóng lạnh cho các bác luôn. Đó. Hai nguồn nước nóng lạnh rất là tiện luôn, hàng thì cực kỳ chất lượng này. Đấy, kết nối bằng đồng hết này. Lên cho em là vòi lavabo. Vòi lavabo con này sẽ là 420.000 nhá. 420.000 cho con lavabo như này các bác này. Tiếp theo thì
em lên cho các bác. Cái này là củ nóng lạnh này, củ nóng lạnh đấy. Cái này thì về nhà các bác lắp vào tường này hoặc là lắp vào chậu rửa này đấy, hàng cực kỳ chất lượng cho bác luôn. Các cái đầu kết nối đều bằng đồng hết này đấy, kết nối đều bằng đồng đỏ ao hết luôn. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con củ nóng lạnh như này, giá của nó sẽ là 450.000 nhá. Lên cho em là củ nóng lạnh, giá sẽ là 450.000. Nó sẽ có phụ kiện đi kèm cho các bác luôn, có cái phụ kiện đi kèm này các bác này đấy, có các cái phụ kiện đi kèm như này để các bác lắp vào tường cho em, giòn giếc rồi ốp biếc đầy đủ cho các bác luôn nhá, có phụ kiện đi kèm. Các bác lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Con này thì nó sẽ chia ra làm hai đường nóng lạnh và có thêm cho các bác là một cái chân như này để các bác bắt vòi sen, bắp sen chậu rửa, bắp lắp cái bát sen. Lắp cái bát sen vào đây, lắp cái bát sen này vào đây các bác này. Đó. Lên mã giúp cho em đó là lên mã giúp cho này là sen cao su vòi. Lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá, củ nóng lạnh. Giá sẽ là lên mã giúp cho em đó là củ nóng lạnh nhá. Củ nóng lạnh giá sẽ là 450.000. Đó, 450.000 cái củ nóng lạnh như này. Đấy thì các bác phân biệt giúp cho em nhá. Đấy. Cái con lavabo này là để lắp cho chậu rửa mặt này, lắp cho chậu rửa mặt. Đấy. Lắp vào chậu rửa mặt, còn con này là các bác lắp treo lên tường đấy để vào nóng lạnh. Đấy, hoặc là bác nào chậu rửa mà thiết kế theo kiểu là lắp sẵn thì cũng được, cũng ok. Đấy. Nôm na là một con là lắp được vòi sen, còn một con là không lắp được vòi sen các bác nhá. Đấy. Còn của nó thì nó đều là hai đường nước hết như này, hai đường nước hết này. Đấy. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi. Các bác lên mã giúp cho em đó là cái này là cái vòi gì đấy? Chậu rửa inox à? Vòi cái gì? Đây nó sẽ làm cái mã vòi chậu rửa các bác nhá. Vòi chậu rửa như này. Đấy, hàng đều là hàng của Nhật hết này, Osaka Japan. Lên mã giúp cho em đó là vòi chậu rửa cứng nhá. Đấy, vòi chậu rửa cứng. Đấy, vòi chậu rửa cứng giá sẽ là 200 vòi chậu rửa cứng có chân chiếc hẳn hoi. Đấy, có chân chiếc như này. 280.000 thì cái vòi chậu rửa cứng như này nhá. Lên cho em là vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000. Con này nếu mà các bác ra ngoài cửa hàng mà mua nó phải bán cho các bác có tầm khoảng 400-500. Hàng rất nặng luôn, dày dẫn chắc chắn, inox 304 sáng bóng đẹp. Vòi chậu rửa cứng nhá. Giá của nó sẽ là 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái vòi tay đen nhá. Đấy. Lên mã giúp cho em là vòi tay đen này. Con này thì giá bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 330.000 cái vòi tay đen như này. Đấy. 330.000 cái vòi tay đen như này nhá. Con này thì cũng là lắp vào chậu rửa bát. Cũng có hai đường nước nóng lạnh nhá, hai đường nước nóng lạnh hết này, hai đường nước nóng lạnh hết. Và con này thì ưu điểm của nó là nó có thể ngoắt nhéo đảo chiều được và có thể chỉnh vòi nước ở đây. Đấy, lên mã giúp cho em đó là vòi tay đen. Cái tay của nó màu đen như này. Hàng rất chất lượng luôn. Lên mã vòi tay đen 330.000 bao ship đến tận nhà cho các bác luôn. 330k cho mã vòi tay đen như này. Xoay 360 độ này. Có ngoắt nhéo này, có ngoắt nhéo này. Đấy. Thì con này các bác lên cho em là vòi tay đen mềm nhá, tay đen mềm giá sẽ là 380.000. Đấy, phần kết nối của nó này đều bằng đồng hết này, đồng đỏ au luôn. Đó. Có dây cáp kết nối, dây cũng bằng đồng hết này. Dây 100% dây đồng hết này, các bác thấy chưa? Đó, dây cáp kết nối như này. Lên mã giúp em đó là vòi tay đen. Con này thì giá của nó sẽ là 330.000 nhá. 330.000 cho còn vòi tay đen. Con này nó thì cũng có hai đường nước nhá. Đấy, lên cho em là vòi chậu rửa cứng nhá, vòi chậu rửa cứng. Giá sẽ là 280.000, 280.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái dòng sản phẩm đó là cái vòi vuông nhá, vòi vuông. Con này thì lắp vào chậu rửa mặt các bạn. Đấy, vòi vuông lắp vào chậu rửa mặt đây. Một cái cáp nguồn này. Đấy, một cái một cáp nguồn này. Rồi. Tiếp theo là sẽ có cho các bác là một cái vòi tay vuông như này. Con này là bằng inox M nhá. Đấy, bằng inox 304M này. Đấy. Osaka Japan con này, Osaka Japan. Đấy, inox 304M. Thì sẽ bao gồm cho các bác là một vòi như này. Con này thì có lên cho em là vòi vuông nhá. Đấy, vòi vuông. Vòi vuông. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá. Con này thì các bác lắp vào cái chậu rửa mặt thì rất là đẹp luôn. Vừa bạn xinh xắn, inox mà không sợ bị hỏng nhá. Không sợ bị hỏng, không sợ bị ố rồi bị han gì các bác nhá. Đó. Lên cho em là vòi vuông giá sẽ là 330.000 nhá. 330.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh giá sẽ là 90.000. Đấy, bao gồm cho các bác là cả vòi, cả dây, cả giá đỡ luôn. Đấy, vòi xịt vệ sinh. Cả vòi, cả dây, cả giá đỡ như này. Đấy. Cả vòi dây giá đỡ ốc yếc các thứ đàng hoàng luôn, vòi dây giá đỡ ốc vít đàng hoàng đầy đủ cho các bác, combo cho bác, về nhà các bác lắp vào cái này cho em. Đó, lắp vào đây. Đó,
thì bao gồm cho các bác là dây vào khoảng từ 1m đến 1m2, một đầu vòi xịt inox 304 xịt cực mạnh luôn. Đó, và một giá đỡ như này. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 90.000 thôi. Lên mã giúp cho em đó là vòi xịt vệ sinh nhá. Vòi xịt vệ sinh. Giá sẽ là 90k. Con này chuyên dùng cho xịt vệ sinh nhá. Giá sẽ là 90.000 cái vòi xịt vệ sinh như này. Đấy, tiếp theo thì em lên cho bác một cái vòi đó là cái vòi cam xanh nhá. Đấy, vòi cam xanh. Con này thì giá sẽ là 50.000 cái vòi cam xanh như này. Sẽ có cho các bác là hai màu, màu cam và màu xanh, chia ra làm hai đường nước này. Đấy, chia ra làm hai đường nước. Nó sẽ là màu cam và màu xanh nhá. Màu cam, màu xanh chia ra làm hai đường nước như này. Đấy, đây, hai đường nước như này có gen xoáy đàng hoàng. Và con này thì có thể gen để các bác kết nối với các cái đầu dây khác. Cho nên là bên em lên nó là vòi cam xanh nhá. Vòi cam xanh. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 50k nhá. 50.000 cho cái vòi cam xanh như này. Giá của nó sẽ là 50k nhá. 50k cho cái vòi cam xanh như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác sản phẩm đó là cái vòi đơn này. Vòi đơn. Giá con này thì cũng là 50.000 luôn. Đấy, vòi đơn bằng inox 304 như này. Con này sẽ là 50.000 cho cái vòi đơn như này nhá. Vòi đơn inox 304 cũng có gen xoáy như này, tháo ra luôn. Đấy, inox 304 có gen xoáy như này. Đấy, và giá sẽ là 50.000 nhá. Lên theo là vòi đơn này, giá sẽ là 50.000. Đấy. Ngoài ra thì bên shop có cho các bác cái vòi đôi này. Giá của nó sẽ là đây. Con này thì các bác lên cho là vòi đôi, giá sẽ là 65.000. Đấy. Một con là 50.000. Con này hai chân ra nước thì nó sẽ là 65.000 nhá, chia ra làm hai đường nước luôn. Đó. Thì các bác có thể lấy con vòi đơn hoặc vòi đôi tùy theo nhu cầu của bác. Hàng inox 304 sáng bóng đẹp và cái giá rất là hợp lý luôn. Cái đầu cái vòi nước này thì nhà bác nào cũng phải dùng rồi. Đấy, cái hai vòi này rất là tiện này, các bác có thể dùng một vòi để mình dùng cho ống nước vào đây để mình xả ra mình tưới cây tưới cối. Đấy, một vòi là xả lấy nước rửa nhá. Đấy. Vòi đôi này thì sẽ là 65.000 nhá. Vòi đôi 65.000. Đấy. Còn con này là vòi đơn nhá, vòi đơn 50.000. Tiếp theo thì em lên cho các bác sản phẩm đó là hai cái bộ sen. Đấy, thì nó sẽ có cho các bác là đầu tiên nó sẽ là cái sen quạt thế này. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá, sen quạt tăng áp. Các bác lên cho em là sen quạt tăng áp nhá. Đấy, sen quạt tăng áp, giá của nó sẽ là 90.000 cho cái bộ sen quạt tăng áp như này. Đấy, bao gồm là một vòi sen như này nhá. Đấy, một vòi sen như này, một dây. Đấy, một sen một dây. Có dây thì dài khoảng từ 1m2 đến 1m5 này. Đấy, dây của nó sẽ là dây chống rối nhá. Dây chống rối siêu mềm như này. Dây chống rối các bác này. Đấy. Dây rất là ngon luôn. Tiếp theo nó sẽ có cho các bác là đóng ngắt trên tay như này nhá. Đóng ngắt trên tay, điều chỉnh tăng giảm áp lực nước. Đấy, và có ngoặt nghéo này, đầy đủ cho bác luôn. Con này thì bên em bán rất là nhiều rồi. Lên mã giúp cho em đó là sen quạt tăng áp nhá. Giá sẽ là 90k cho một con sen quạt tăng áp như này. Giá của nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Đó. 90.000 thôi. Giá cực kỳ hấp dẫn cho anh em các bác xem và mua luôn. Đó. Tiếp theo thì em lên cho các bác một cái mã nữa, đó là cái sen cao su. Giá sẽ là 80.000 cho cái sen cao su như này nhá. Sen cao su giá sẽ là 80.000. Cũng bao gồm cho các bác là một dây chống rối này, một vòi sen như này, một vòi sen như này và có tăng chỉnh các chế độ này. Đấy, có đóng ngắt trên tay này. Và có cả cho các bác là cái đầu cao su như này. Khi các bác tắm thì mình đưa vào đây mình kỳ luôn. Đấy, mình kỳ luôn như này. Đấy, mình ngắt nước đi này, ngắt nước đi kỳ này. Sau đó mình bóp ra luôn. Đấy, rất tiện này. Đóng ngắt trên tay như này. Lên mã giúp cho em đó là sen cao su nhá. Giá của nó thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là một con vòi sen cao su như này giá chỉ có 80.000 thôi. Lên cho em là sen cao su này, sen cao su 80.000 cho một cái bộ vòi sen cao su như này, 80.000. 80.000 các bác nhá. Cảm ơn điện thoại. Tiếp theo thì điện thoại anh lên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái phao nước nhá. Đấy, nhà bác nào cũng phải dùng cái phao nước này hết này. Bây giờ các bác đừng dùng cái phao cơ kia, nó rất là lằng ngoằng phức tạp, khó dùng. Dùng con phao nước này rất là tiện luôn. Các bác chỉ cần là cho nước ngập lên 1cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Lên cho em là phao nước. Giá thì bên shop đang bao nhiêu nhỉ? Con này đã. Lên cho em là phao nước nhá. Giá đang bán 70.000, đợt này về cho bác giá chỉ còn là 60k cho con phao nước thôi. Đấy. Này về nhà thì các bác lắp vào đầu nguồn nước cho em. Đấy, nước xả này. Đấy, ngập 1cm là nó sẽ tự ngắt này, rất tiện luôn nhá. Cứ ngập 1cm là tự ngắt, rất là tiện. Đó. Lên mã giúp cho em là phao nước. Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 60.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái vòi bạc xoay 360 độ nhá. Đấy. Đây nó sẽ làm con vòi như này. Đấy. Xoay 360 độ luôn. Đấy. Giá sẽ là 80.000 cho một con vòi bạc xoay 360 độ như này, 80k nhá. Lên cho em là vòi bạc xoay 360 độ. Con này thì dùng rất là tiện luôn. Vòi bạc xoay 360 độ.
Con này thì bên shop đang gửi tới các bác cái giá đó là 80.000. Đây em sẽ có cái video thực tế cho các bác xem luôn. Vòi bạc xoay 360 độ. Các bác nó sẽ làm cái vòi nước như này các bác này. Đấy, các bác lắp vào cho em này. Đấy, lắp vào cho em. Xoay 360 độ luôn. Rất tuyệt vời các bác nhá. Đó, đánh răng rửa mặt ok hết, đánh răng rửa mặt gội đầu. Đó, rất ngon lành luôn. Đấy, bên này thì họ bán đồ bằng nhựa nhưng mà của em là bằng thép luôn nhá, bằng thép luôn, rất tiện ích. Giá sẽ là 80.000 cho cái vòi xoay 360 độ này, lên em là vòi bạc rồi ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Các bác xem kênh thì đừng quên cho em xin một nút like, nhá, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Đấy. Thì hôm nay bên em về được một ít cái kéo của Nhật, hàng thanh lý nhá, giá cực kỳ là tốt cho các bác luôn. Con này thì chiều dài của nó vào khoảng là 15 cm nhá. Đấy 15 cm. Hàng thì siêu sắc luôn các bác nhá, siêu sắc. Con này thì nhỏ gọn các bác có thể dùng để mình làm thủ công này, làm nghề hoặc là nói chung là cắt các thứ linh tinh, nó cũng rất là nhỏ gọn luôn. Quai của nó cán rất là chắc chắn luôn nhá. Con này thì giá thanh lý cho các bác lên cho em đó là các bác lên cho em đó là đây, em sẽ đo thực tế cho bác. Con này thì nó dài là đi 15 cm nhá, kéo dài 15 cm. 15 cm như này 15 cm rưỡi. Em gọi cho nó là kéo dài 15 nhá. Lên cho em là kéo 15. Con này thì giá của nó sẽ là 10k một chiếc nhá, kéo 15. Giá sẽ là 10k. Đấy các bác lên cho em là kéo 15 này. Kéo 15. Giá của nó sẽ là 10k một chiếc thôi. 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này, giá siêu rẻ mạt luôn. Đấy, 10.000 cho một chiếc kéo 15 như này nhá. Lên cho em là kéo 15 này. Giá của nó sẽ là 10k nhá. 10k cho con kéo 15 như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái kéo 20 nhá. Đây. Con này thì nó sẽ là 21 cm này. Đấy. 21 cm như này. Đấy thì con này cũng rất là ngon luôn. Chất liệu của nó là thép trắng không gỉ nhá. Có đầu mở nắp chai này, mở nắp chai rồi kẹp cua ghẹ này, có phần khuyết để các bác cắt gà cắt cá này, cũng rất là sắc bén luôn các bác nhá, rất là sắc bén luôn. Đây các bác này. Đấy, rất sắc bén luôn. Con này thì nó sẽ dài là đi 21 cm, 21 cm rưỡi. Thì con này các bác lên cho em là kéo 21 nhá, kéo 21. Giá của nó sẽ là 15k. Đó, kéo 21 này. Kéo 21, giá sẽ là 15k một chiếc, 15.000 một chiếc nhá. Đấy. 15.000 một chiếc. Con này thì sẽ là 15.000 cho một chiếc kéo như này nhá, 15k một chiếc. Còn con này thì sẽ là 10.000 thôi, 10.000 cho một con kéo như này. Đấy, dài 15 cm, con này thì dài 21 cm. Đó thì các bác muốn lấy combo thì lấy, mà lấy lẻ thì lấy nhá. Lấy combo thì lấy mỗi loại một chiếc thì lấy, hoặc là lấy lẻ thì lấy nhá. Giá siêu rẻ cho các bác luôn. Đấy, hàng của Nhật, thanh lý siêu thị nhá. Hàng mới tinh chưa qua sử dụng, siêu sắc bén, thép trắng không gì, và giá cực kỳ hạt rẻ cho các bác luôn. Giá rất hạt rẻ luôn các bác nhá. Giá rất hạt rẻ luôn. Con này sẽ là 15.000 một chiếc và con này sẽ là 10.000, 10.000 trong chiếc kéo như này thôi. Giá thanh lý gần như là giá cân ký luôn. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái kích điện nhá, 175.000. Con này sẽ là chuyển từ điện áp quy 1224 sang điện 220V. Đây, có công tắc đóng ngắt ở đây này, có cổng sạc luôn và có chân cắm cho điện các bác sử dụng điện trực tiếp nhá. 175.000. Lên cho em là kích điện nhá, kích điện 175.000. Các bác cắm là áp quy 1224 đều được hết nhá. Đấy. Đầu ra của nó này. Đấy, 12V hoặc 24V nhá. Đó. Công suất của nó là lên tới điện 220V và có cho các bác là 100mA này. Đó, giá rất là ok cho bác luôn, 175.000. Về nhà các bác chỉ cần kẹp vào bình áp quy cái là sẽ có ngay điện 220, chạy quạt điện này, chạy các thiết bị điện 220 ok. Đó. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái còi sinh tồn nhá. Đấy, còi sinh tồn. Giá thì sẽ là cái còi sinh tồn thì bao nhiêu đấy? Còi ấy này. Còi có la bàn này. Đây, một con còi rất là đẹp như này các bác nhá. Đó. Đấy. Còi cứu hộ các bác nhá, còi cứu hộ 25.000. Con này thì có cả cập nhật nhiệt độ này, nhiệt độ miền Bắc đang là trên 30 độ C này. Đó, và có cả la bàn luôn nhá, có cả la bàn các thứ như này. Lên cho em là còi cứu hộ, giá sẽ là 25.000 nhá. 25.000 cho con còi cứu hộ như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đế nóng nhá, là cái đế nóng. Con này thì các bác có thể dùng để mình làm nóng tất cả mọi thứ luôn. Đây, có báo điện này, có điều chỉnh nhiệt độ này, có số 1, số 2, số 3 này, và đây là cái đế bằng gang này. Các bác cứ đặt lên, các loại xoong nồi đều đun được hết nhé. Xoong nồi inox nhôm nhức đun được hết luôn. Đấy, các bác chỉ cần đặt lên đây là nó sẽ giúp cho các bác giữ nóng, giữ nhiệt rất là tốt luôn. Lên cho em là đế nóng 130.000 cho con đế nóng như này nhá, 130.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chổi tự vắt nhá. Đấy, chổi tự vắt đây. Con này thì rất là tiện luôn.
khi các bác sử dụng thì là nó sẽ có cái tính năng là các bác chỉ cần là lắp vào cho em và kéo nó sẽ tự vắt nhá. Đấy, đây. Có 3 nấc cho các bác về các bác sử dụng luôn. Giá thì chỉ có 100 cành như cái chổi tự vắt này thôi. Xoáy cái này vào này. Đấy, xoáy cái này vào. Đó, sau đó thì các bác nâng lên cho em. Xoay 360 độ nhá, xoay 360 độ. Vắt thì các bác kéo này cho em là nó sẽ kiệt này. Đấy. Kéo này nó sẽ tự vắt cho các bác này. Chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 cho con chổi tự vắt như này. Chiều dài khoảng 1m2, 1m3, xoay 360 độ và nó sẽ tự vắt cho các bác luôn. Lên cho em là chổi tự vắt giá sẽ là 100.000 nhá. 100k tròn cho con chổi tự vắt như này. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là kia kéo vắt cành trên cao nhá. Con này thì nó sẽ là một cái đầu lưỡi cưa và một đầu kéo như này. Đây, đầu kéo như này các bác này. Đầu kéo rất là to luôn. Hàng made in Japan nhá, kéo cắt cành trên cao. Đó, về nhà các bác chỉ cần lắp vào là mình sử dụng thôi. Kéo cắt cành trên cao giá của nó sẽ là 130.000 các bác nhá. Con này. Đấy. Bắt kéo vào, giật dây. Đấy các bác thấy không? Rất là tiện luôn nhá. Đấy, em sẽ cắt lại thử một lần nữa cho các bác xem này. Đấy, ví dụ cành này cành tươi các bác nhá. Các bác lắp kéo vào này. Đứng dưới giật dây. Đấy. Đầu kéo với em ấy, đảm bảo. Đấy các bác lắp vào để mình cắt nhá. Đấy. To như ngón chân cái. Có cả đầu cưa luôn nhá. Có cả đầu cưa thì các bác lắp vào các bác cưa. Ngoài ra thì bên shop bán là không có kèm cán đâu nhá, về nhà các bác tự chế cán nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái bộ kéo bộ làm vườn nhá. Bộ làm vườn thì combo 4 món như này sẽ là 160.000. Bao gồm cho các bác là hai cưa này. Đấy. Hai cái cưa như này. Hàng nội địa của Nhật đây, made in Japan các bác này. Đó, đây. Made in Japan này, hàng nội địa của Nhật hết nhá. Đó. Ngoài ra thì sẽ là có hai kéo này, một con kéo cắt cành như này, kéo cắt cành như này, thép SK5 không gỉ này. Đấy, có kèm thêm một lò xo. Đây, kéo cắt cành như này nhá. Đấy, một con kéo cắt cành như này các bác này. Đấy, một con kéo cắt cành như này. Ngoài ra thì sẽ có cho các bác thêm là một cái kéo tỉa nữa nhá. Một cái kéo tỉa nữa. Kéo tỉa này thì nó sẽ là 20 cent. Đấy, cũng hàng made in Japan hết nhá. Đấy, made in Japan các bác này. Đây. Made in Japan nhá. Đó. Thì combo cho các bác là 4 món sẽ là 160.000. 160.000 cho 4 món, bộ bao gồm là bộ 4 cưa kéo nhá. 160.000. Còn các bác mua lẻ thì nó sẽ theo giá lẻ các bác. Mua lẻ thì sẽ theo giá lẻ nhá. Thì con kéo tỉa này sẽ là 40k này. Con kéo tỉa này giá của nó sẽ là 40k nhá. 40k cho con kéo tỉa như này. Đấy. Còn con cưa gấp này thì giá của nó sẽ là 60k nhá, 60k cho con cưa gấp như này. Đấy. 60.000 này, 60.000 cho con cưa gấp như này. Con kéo cắt cành này thì sẽ là 80k nhá. 80k cho con kéo cắt cành như này nhá. Kéo cành. Đấy, 80.000. Ngoài ra thì con cưa lách này thì giá của nó cũng là đây, con cưa lách này bao nhiêu đấy? Cưa lách này cũng là 40.000 luôn, 40k nhá. 40k cho con cưa lách như này. Đấy. Thế là nếu các bác mua combo thì chỉ có 160.000 thôi. Còn mua lẻ thì rất là đắt nhá. Mua lẻ thì nó vào hơn 200 cơ. 40 là 80, 80 là đi 160, 60.000 nữa là vào 220. Thế mà các bác mua combo 4 món như này nhá. 4 món cưa kéo như này giá chỉ có 160.000 thôi. Lên cho em là bộ 4 món cưa kéo nhá. Đấy. Bộ 4 món cưa kéo 160k cho 4 món luôn. Tính ra vào có 40.000 một món này thôi. 44 16 này. Tiếp theo thì em lên cho bác hai cái búa đinh nhá. Hai cái búa đinh nhá. Đấy. Thì con búa A1 này thì sẽ là 130.000 A1 này. Đấy. Con này lên cho em là A1 nhá. Búa A1 130.000. Còn con A1 A1 là to đúng không? À búa A2. Búa A2 to nhá. Con này sẽ là A2 to này. A2 to là 130.000. Còn con A1 nhỏ nhá. A1 nhỏ chỉ có 80.000 thôi. Đấy, 80.000 này. Con nhỏ này là 80 cành nhá. Còn con to này sẽ là con to là 130.000. Thì các bác muốn lấy con nào thì lấy nhá. Đấy, có con nhỏ con to, lấy con nào thì lấy. Đó. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái máy tiết kiệm điện nhá. Máy tiết kiệm điện, hàng công nghệ của Nhật nhá. Hàng của Nhật cực kỳ tiết kiệm điện cho các bác luôn. Về nhà các bác cắm trực tiếp vào điện 220 cho em. Đấy, nó sẽ giúp cho các bác là tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng. Giá thì chỉ có cho các bác là 60.000 cho con máy tiết kiệm điện này thôi, 60k. Lên cho em là máy tiết kiệm điện giá sẽ là 60k nhé, 60.000 cho con máy tiết kiệm điện như này. Lý học người Nhật đã nghiên cứu thành công thiết bị tiết kiệm điện, giúp cho hàng nghìn hộ dân Nhật Bản tiết kiệm được 50% tiền điện mỗi tháng. Nếu như trước đây hóa đơn điện của bạn là 800.000 thì sau khi sử dụng hóa đơn chỉ còn 400.000. Cách sử dụng vô cùng đơn giản, chỉ cần cắm vào ổ điện không cần rút ra, thiết bị sẽ làm cho công tơ điện của nhà bạn quay chậm lại, từ đó giúp bạn tiết kiệm điện một cách đáng kể. Bạn có thể dùng điều hòa, nóng lạnh TV một cách thoải mái mà không lo tốn tiền điện.
Ngoài ra sản phẩm được tích hợp bộ ổn áp, khi sử dụng sẽ giúp bảo vệ đồ điện trong nhà cho bạn. Ổn định điện thế, phòng chống chập cháy, sản phẩm đang được ưu đãi giảm giá lên đến 50%. Đó, giá chỉ có 60 cành thôi nhá. Lên cho em là máy tiết kiệm điện này, giá 60.000 siêu rẻ luôn. Một tháng các bác có thể tiết kiệm được từ 30 đến 50% hiệu điện tiêu thụ nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái ô dù của Nhật như này nhá. Dòng này nó sẽ là dòng tự động này. Đây, bật ra này. Đấy, bật ra tự động như này. Hàng thì của nó là nan kép và của nó sẽ là hàng nan là nan kép nhá. Và của nó sẽ là đường kính của nó sẽ là 1 mét này. Rất rộng luôn. Nan kép đường kính 1 mét. Tự động cho vào này. Đấy. Các bác chỉ cần là xoắn vào cho em là xong. Đấy. Mình đẩy vào như này cho em là xong này. Sau đó thì mình gấp vào này. Đấy, sau đó mình gấp vào. Còn bật ra thì các bác bật ra như này. Đấy. Bật ra như này thôi nhá. Bật ra như này nó sẽ ra này. Còn bấm vào thì các bác chỉ cần ấn này. Đấy, ấn lấy này là nó sẽ bật vào luôn. Đó, rất là tiện. Giá thì chỉ có 80 cành thôi. 80.000 cho cái ô dù Nhật như này nhá. Chất liệu của nó thì nó sẽ là thuộc dạng là vải ni lông trơn nhá, nước đổ đầu vịt nhá. Đó, vải ni lông trơn nước đổ đầu vịt cho các bác luôn. 80k. Lên cho em là ô dù Nhật nhá. Ô dù Nhật giá của nó sẽ là 80.000 cho cái ô dù Nhật như này. Đó. 80k cho cái ô dù Nhật như này, rất là tiện cho các bác sử dụng luôn. Ô dù Nhật 80.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia mã này nó sẽ là 90.000 nhá, 90.000. Này nó sẽ là bộ ba tô nhá, bộ ba tô 90.000. Tính ra vào 30.000 một chiếc thôi. Nó sẽ có cho các bác là ba cái tô. Cái to nhất này của nó sẽ dung tích lên tới con to nhất này thì dung tích của nó là lên tới 1.8L nhá, 1.8L như này. Cũng khá là dày luôn. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900. Đấy, 900. Con nhỡ này thì nó sẽ là 900 này. Và con này thì của nó sẽ là 1.2L. Ba cái tô này thì các bác dùng rất là tiện, hàng inox này. Các bác có thể dùng để làm nem, làm nộm rồi nói chung là múc cơm canh. Đấy. Nhà có khách khứa dùng rất là tiện, sạch sẽ. Thứ nhất là sạch sẽ, thứ hai là rửa ráy nó tiện, không lo bị bong chốc rồi. Đấy, bong chốc bị vỡ nhá. Giá sẽ là 90.000. Lên cho em là bộ ba tô nhá. Ba tô 90.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia máy hút nước rửa bát nhá. À kia hút rửa bát nhá. Đấy, bộ sản phẩm sẽ bao gồm cho các bác là đây các bác này. Đấy. Mình cứ mua cái can 5 lít về sau đó thì mình cắm vào cho em là xong. Giá chỉ có 70.000 thôi nhá, 70.000 thôi. Tiếp theo thì em về cho bác cái sản phẩm đó là cái này sẽ không có vòi như Phương nhỉ? Cái bộ 5 mũi khoan đa năng nhá, 1, 2, 3, 4, 5, 5 mũi khoan đa năng như này giá 110.000, 110.000 cho hộp 5 mũi khoan đa năng. Lên cho em hộp 5 mũi khoan đa năng giá sẽ là 110k thôi, giá cực kỳ là hợp lý để cho các bác sử dụng luôn. 110.000 cho 5 cái hộp mũi khoan đa năng như này. Đây. Đấy, ở đây thì nó sẽ là bao gồm cho các bác là 5 mũi tất cả nhá. Mũi của nó là hình mũi khế như này nhá, hình mũi khế này. Thép của nó là có phủ titan luôn. Có phủ titan nên là khi khoan được hết nhá. Khoan các loại chất liệu đều được hết trừ kính cho em thôi. Trừ kính còn lại là khoan được hết nhá. 2 mũi 6, 1 mũi 8, 1 mũi 10 dùng rất là tiện, khoan tường, khoan đồ đa năng luôn. Khoan kính, khoan giếc 110.000. Tiếp theo thì em đem cho bác cái sản phẩm đó là cái quạt xanh nhá. Đây, quạt xanh. 55.000 cho con quạt xanh như này. Con này thì nó sẽ bao gồm cho các bác là một cáp sạc luôn nhá. Bao gồm một cáp sạc. Về nhà các bác chỉ cần là đưa ra là mình sử dụng thôi, kéo cao được lên tới khoảng gần 40cm. Có công tắc ở đây. Các bác có thể dùng số 1, 2, 3 tùy theo nhá. Thời gian chạy của nó liên tục từ 3 đến 5 tiếng tùy theo dung lượng sạc nhá. Có 3 số này. Các bác có thể để ở mọi ngóc ngách đều được hết nhá. Đấy, gập lên gập xuống đều ok. Lên cho em là quạt xanh 55.000 một chiếc nhá. Quạt xanh 55.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái dây điện vàng nhá. Đây. Chiều dài của nó thì từ 15 đến 20 mét nhá, từ 15 đến 20 mét, hàng nội địa của Nhật nhá. Hàng nội địa của Nhật cho các bác luôn. Đây. Nó sẽ là một đầu dây đúc liền như này và một ổ cắm này. Đó. Các bác có thể dùng đa di năng luôn, có đèn báo nhá. Ổ này là ổ chống vỡ nhá. Giá thì sẽ là 150.000 cho một cuộn dây như này. Lên cho em là dây điện vàng 150.000 nhá. Dây điện vàng 150.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia cân sức khỏe nhá. 100.000 cho con cân sức khỏe như này. 100k nhá. Ở đây thì nó sẽ kèm cho các bác là một cân như này, có kèm sẵn cho các bác là cả pin điếc luôn.
các bác cứ lắp vào là mình sử dụng thôi. Cân của nó thì nó sẽ là dạng cân kính cường lực như này nhá, kính cường lực lên tới là 180 cân, có báo số điện tử, các bác về lắp pin vào cho em là xong. 100.000 cái con cân sức khỏe như này nhá, lên cho em là cân sức khỏe 100k nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái bơm 2T nhá, một con bơm 2T hàng nội địa của Nhật, cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đây, hàng made in Japan này, thương hiệu Santalay made in Japan. Dây của nó thì là dây mềm như này. Đấy. Và đây thì các bác có thể đẩy ra này. Đấy. Đây, hàng thương hiệu Santalay made in Japan. Con này thì giá sẽ là 230.000 bao ship tận nhà cho các bác luôn. 230.000 nhá. Bơm 2T, lên cho là bơm 2T 230.000. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ kìm đa năng nhá. Đồng hồ kìm đa năng, con này cũng 230 luôn. 230.000 cho con đồng hồ kìm đa năng như này. 230k nhá. Đó, đây các bác này. Đây, rất tiện ích luôn nhá. 230.000. Có kèm pin cho các bác luôn. Về nhà các bác sử dụng để mình đo đạc rồi làm điện. Có đo vôn kế, ampere kế rồi ôm yếc đầy đủ cho các bác luôn. Bác nào làm thợ điện thì nên dùng con này. 230.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái đệm ghế nhá. Đây. Đây nó sẽ làm cái đệm ghế như này. Đệm silicone giá 90.000, đệm than tổ ong nhá. Các bác dùng để mình ngồi này. Đấy, chống bệnh trĩ rồi nói chung là thoáng khí. Đây, có vải dệt 3D như này nhá và than tổ ong như này. Đấy, ngồi rất là sướng luôn. Lên cho em là đệm ghế giá sẽ là 90.000 cho con đệm ghế như này nhá. Rồi, ok. Hello, chào các bác quay trở lại với shop Phạm Huấn nhá. Một số mã hàng mới bên em tiếp tục cập nhật gửi tới các bác. Các bác xem kênh đừng quên cho em xin một nút like, một nút đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp cho em. Mã sản phẩm đầu tiên đó là bên shop về cho các bác cái ghế các bác này. Đấy, ghế thì bên em về nó sẽ có hai mẫu. Đấy, đây, cái này nó có cả quai sách như này luôn. Và con này thì các bác có thể gấp gọn vào được nhá. Đây, gấp gọn vào này. Đấy, gấp vào nó rất là gọn như này. Cái đường kính của nó thì nó vào khoảng là trên dưới 10cm thôi. Còn chiều dài của nó thì chiều dài khi mà con này khi gấp gọn vào nó vào khoảng là 70cm. Đó, còn khi giả ra thì nó sẽ to rộng như này các bác này. Đấy, giả ra to rộng như này. Người từ 7-80 cân đến một tạ cũng ngồi thoải mái luôn. Nó là dòng đai 4 chân nên rất là chắc chắn nhá. Con này thì giá sẽ là 260.000 bên em bao ship tận nhà. Ngoài ra thì bên shop có bán cái con mini này. Con mini này thì giá của nó sẽ là 70.000 nhá. 70.000 cho con mini này. Đấy, em sẽ test ngồi cho bác xem. Đây, đấy. Người mẫu này thì vào khoảng là 60 cân, ngồi cực kỳ thoải mái luôn. Không có hề hấn gì các bác nhá. Rồi em có thể dãy dọn này, đấy thoải mái luôn. Đấy. Ok cho các bác rất thoải mái luôn nhá. Rồi ghế nhỏ này. Ghế nhỏ này thì 70.000 thôi. Con này thì các bác có thể để trên xe ô tô hoặc là xe máy để mình mang đi. Đó, đây cũng rất là ok luôn các bác nhá. Thoải mái luôn, cực kỳ vững chãi và ngon lành. Ok. Con này thì bản của nó sẽ là 20 bản của nó tầm 25 nhá. Bản 25, cao 25, vuông 25. Đấy, nói chung là nhỏ gọn, con này nhỏ gọn. Giá chỉ có 70 cành thôi. Các bác ném lên ô tô ấy, để mình sử dụng khi mình di chuyển nhá. Đó, các số hotline của bên em các bác có thể liên hệ này. Tiếp theo thì sẽ là cái mã chổi lau nhà nhá. Chổi lau nhà. Con này thì lên cho em là thùng lau nhà nhá. Giá sẽ là 250.000 cho bên em thùng lau nhà như này, 250k nhá. Sản phẩm thì sẽ bao gồm cho các bác là một thùng lau có bánh xe đẩy này. Một thùng lau có bánh xe đẩy và một cái bộ lau. Nói chung cái này thì bác nào không biết rồi, em giới thiệu qua thôi. Về nhà các bác lắp ráp vào cho em là xong. Bộ lau thì sẽ là một lau bông và một lau bông và một lau gen nhá. Đó. Và có cho các bác là hệ thống vận hành trơn tru ngon lành. Nói chung là 250.000 bao ship đến tận nhà. Hàng chất lượng, có bánh xe đẩy đàng hoàng nhá. Nhựa dày dẫn chắc chắn. Con này nếu các bác mua ngoài cửa hàng nó sẽ bán cho bác khoảng là 300-350.000 nhá. 300-350.000. Đấy. Đấy, hệ thống quay vắt này. Rất là ngon luôn. Lên cho em là thùng lau nhà 250.000 nhá. Tiếp theo thì bên shop về cho các bác cái mã đó là cái mã ghế hơi này. Đây. Khi các bác bơm lên thì nó sẽ là một cái ghế hơi như này. Một cái to, một cái nhỏ. Con to này thì sẽ là 62 nhân 116 nhân 98 nhân 83. 116 này, chiều sâu 116 này. Đấy, chiều dài rộng. Rộng là 98 và cao là 83 nhá. Đấy, còn con nhỏ đây, con nhỏ thì là 62 62 31. Đó, các bác về các bác bơm hơi lên là dùng thôi. Giá sẽ là 350.000 cho con ghế hơi như này nhá, 350.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái bộ màu nhá, bộ màu đây. Lên xem là bộ màu cầu vồng nhá, 100.000 cái bộ màu cầu vồng như này. Bộ này thì các bác để cho các em nhỏ nhà mình thỏa sức sáng tạo luôn. Tô tập vẽ rồi nói chung là các kiểu con này điểu luôn. Đầy đủ các cái chi tiết đi kèm như này. Giá thì đang gửi tới các bác chỉ có 100.000 thôi. Đấy, và đầu năm học rồi các bác có thể mua cho các em học sinh hoặc là mua để làm quà sinh nhật tặng quà cho các em nhà mình luôn. Đó. Màu bột, màu nước, màu sáp, màu chì các loại màu luôn. Giá sẽ là 100.000. Nếu con này các bác ra hiệu sách mua thì nó sẽ là vào khoảng 150 các bác.
Hiệu sách thì họ sẽ bán cho các bác khoảng 150 đấy. Nhưng mà bên em thì em thanh lý cho các bác giá tốt, chỉ có 100k cho cái bộ màu cầu vồng này thôi, 100.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là kia bột thông cống nhá, 25.000 cho một kia tẩy xanh nhá, 25.000 cho một cái hộp tẩy xanh như này, 25.000. Các bác dùng để mình tẩy xoong nồi vành bánh rồi xe cộ là ok. Đấy. Vỏ xe, vỏ xước nhá. Đấy, rồi xoong nồi, bánh xe, vỏ xe ô tô, 25.000 tẩy xanh. Đấy, rồi tiếp theo thì nó sẽ là cái mã dây tắm nhá, 15.000 chiếc này. 15.000 chiếc. Cái này thì nó sẽ là bằng cao su non. Đấy, cao su non. Dùng rất là thích luôn. Các bác dùng để mình tắm kỳ cọ rất là sạch sẽ. Dây tắm 15.000. Tiếp theo thì sẽ là cái mã áo mưa choàng như này. Đây, nó sẽ là áo mưa choàng như này và có cả mũ luôn. Áo mưa choàng có cả cái viền mũ như này. Khi các bác mặc lên thì nó đúng như trên hình như này nhá. Áo mưa choàng. Giá sẽ là 100.000 cho con áo mưa choàng như này. Con này nếu các bác mua ngoài nó sẽ bán cho các bác khoảng từ 150 đến 200 nhá, 150 đến 200. Đấy, đây. Khi các bác mặc vào nó sẽ như này. Đó, áo mưa choàng có cả đầu chắn mũ như này nhá. Đó. Giá thì chỉ có cho bác là 100.000 cho con áo mưa choàng như này thôi, 100.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái chai tẩy cặn canxi nhá, 30.000. Các bác xịt trực tiếp lên các bề mặt mà đồ nhôm, đồ sành, đồ sứ, đồ thiết bị vệ sinh để tẩy cặn canxi. 35.000 cho cái chai tẩy cặn canxi này nhá, 35.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia viên tẩy lồng giặt nhá, viên tẩy lồng giặt 25.000 một hộp, 12 viên. 25.000 một hộp 12 viên, các bác dùng để mình tẩy lồng giặt, vệ sinh lồng giặt rất là ok luôn. 25.000 một hộp nhá. Lên cho em là viên tẩy lồng giặt nhá. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là kia thước laser nhá, thước laser. Đấy, con này thì bên shop bán rất là nhiều rồi thì em cũng giới thiệu qua thôi. Đấy, ở đây thì nó sẽ là một con thước laser như này, có kèm cho các bác là một cái đầu laser nhá. Đấy, đây các bác này, đầu laser đây các bác nhỉ? Đây đầu laser dọi lên tường rất là ngon luôn các bác này. Đó, đầu laser nhá. Đó, các bác thấy không, lấy góc vuông cũng biết đầy đủ cho các bác luôn. Con này thì giá của nó sẽ là 90.000 cho con thước laser như này nhá, 90k cho con một con thước laser này thôi. Giá sẽ là 90.000 các bác nhá. Đó. 90.000 cho con thước laser như này. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái thước laser 90.000 các bác nhá, 90.000. Tiếp theo thì cái hộp miếng dán ngày cứu nhá. Một hộp này 12 miếng. Các bác chuyên trị đau mỏi vai gáy, đau nhức vai gáy cổ thì các bác bóc ra dán vào cho em, nó sẽ là hình tam giác như này, dán trực tiếp vào cổ vai gáy. Chất liệu của nó là nhảy cứu và than tre hoạt tính, giúp cho các bác chống đau nhức mỏi vai gáy. Đây, bóc ra dán vào cổ vai gái cho em. Giá sẽ là 20.000 cho một hộp như này, 20.000 cho hộp. Tiếp theo thì sẽ là giấy ăn nhá, giấy ăn. Một bịch này của nó, cái này bao nhiêu nhỉ? 10.000 một gói giấy như này nhá, 10.000 một gói giấy như này. Một 10 gói là 80.000 nhá, 10.000 một gói. Giấy siêu dai luôn, giấy siêu dai luôn các bác nhá. Đấy, giấy siêu dai luôn. Đó, các bác thấy không? Rất dài nhá, rất dài luôn. 10.000 một gói như này. Và các bác mua 10 gói thì sẽ là 80.000 nhá. 10 gói là 80.000. Còn một thùng của nó là 20 gói là 140 thôi. Đấy, một thùng 20 gói chỉ có 140 thôi, còn mua 10 gói thì là 80.000. Mua lẻ là 10.000 một gói, 20.000 ba gói. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái đồng hồ treo tường nhá. Giá chỉ có 75 cành thôi. 75 cành cho một con đồng hồ treo tường như này. Các bác lên cho em là đồng hồ treo tay, treo tường 75 cành, chiều rộng của nó thì đường kính của nó chỉ vào khoảng là đi 20cm thôi. Hàng của hãng cực kỳ chất lượng cho các bác luôn. Đấy, hàng của hãng cực kỳ chất lượng nha. Giá sẽ là 75.000. 75.000 cho một con đồng hồ treo tường như này nha. Đường kính khoảng 20cm, rất nhỏ gọn xinh xắn này. Tiếp theo thì cái bóng tích điện này. Đấy, con này thì các bác thông cảm là đợt này nó ít nắng cho nên là nó mất, nó không tích điện được, thì về nhà các bác tự sạc qua cho em nhá. Tự sạc qua. Đấy, nó hết điện nữa rồi. Về nhà các bác tự sạc qua. Lên cho là bóng tích điện nhá. Đó, bóng tròn. Lên cho là bóng tròn. Bóng tròn giá thì 80.000 thôi. Về nhà các bác tự sạc qua cho em. Đấy, cái này để lâu nó bị hết điện rồi. Về nhà các bác tự sạc qua cho em nhá. Bóng tròn 80.000. Tiếp theo thì sẽ là cái phao nước nhá. 60.000 thì cái phao nước như này. Đây nó sẽ là một cái phao rất là tiện ích luôn. Về nhà các bác chỉ cần là lắp vào cái hệ thống nước nhà mình là xong. Nước ngập 1 cm là nó sẽ tự ngắt nhá. Nước ngập 1 cm là tự ngắt. Lên cho em là phao nước, giá sẽ là 60.000 cái phao nước như này nhá. Đấy, 60.000 cái phao nước như này. Giá sẽ là 60.000. Tiếp theo thì nó sẽ là một con đèn đeo đầu wifi 130.000 nhá. 130.000 cho con đèn đeo đầu wifi như này. Con này rất là tiện luôn. Đấy, đây. Hàng thì cực kỳ là dày dẫn, chắc chắn, ngon lành.
Hàng này thì rất chất lượng rồi. Đây, hàng của Đức các bác nhá. Hàng của Đức này, Made in Germany này. Đó, hàng của Đức nhá. Đây. Rất sáng luôn các bạn. Đấy, rất sáng luôn, các bác thấy không? Đó. Và có chế độ cảm biến này. Đấy. Tay gạt qua này là sẽ tự tắt này. Đấy, tự bật tự tắt cho các bác luôn, rất là tiện. Giá này sẽ là 130.000 cho con đèn đeo đầu cảm biến như này nhá. Đấy. Lên theo là đèn Wi-Fi 130.000. Tiếp theo thì bên shop về cho bác cái mã nước hoa nhá. 120.000 một lọ. Nước hoa thì nó sẽ có hai dòng, một dòng của Gucci và dòng của Chanel. Đấy, em chỉ còn có mấy lọ thôi, thanh lý cho các bác giá 120.000 một lọ, còn có 2 3 lọ này thôi. Thanh lý cho các bác 120.000 một lọ nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa như này. Hàng nguyên tem, nguyên đai, nguyên kiện nhá. Đấy, hàng của Chanel và hàng của Gucci nhá. 120.000 cho một lọ nước hoa 100ml. Tiếp theo thì sẽ là cái cây lăn bụi nhá. Đấy, đây cây lăn bụi này. 25.000 một bộ như này, bao gồm cho các bác là 3 con lăn. Đây, 3 con lăn tất cả. 3 con lăn và có kèm cho các bác là các cái thanh như này. Các bác bóc cái này ra, sau đó thì mình lăn đi là cái bụi bẩn nó sẽ bám lại ở trên cái thanh này các bác nhá. Đây, em sẽ test thử cho bác xem này. Đây nhá. Đây. Về nhà thì các bác bóc cái vỏ này ra cho em. Sau đó thì mình sẽ, ở đây nó sẽ có một cái lớp màng. Mình bóc cái màng này ra là bắt đầu là nó sẽ bật ra, và các bác cứ thế là mình sử dụng thôi. Đây. Đấy. Đây nó sẽ có cái lớp màng ở đây. Đây. Cái này nó dùng được rất là nhiều và rất là hữu ích nhá. Đấy, các bác bóc cái màng ra cho em này. Đấy. Là nó sẽ đây, đấy, bóc cái màng này ra. Bóc cái màng này ra thì đồng nghĩa với việc là cái lớp bụi nó sẽ dính vào cái màng này. Đây em lăn này. Đấy. Đây. Đấy các bác thấy không? Vừa lăn tí nhá. Màng đang trắng tinh mà lăn phát bụi bẩn nó bám vào đầy luôn. Các cái bụi mịn bụi miếc nó bám vào hết luôn các bác này. Đó. Thì nó rất là tiện này. Sau đó thì các bác lại lột vứt đi này. Lột vứt đi cho em. Đấy, lột vứt đi. Sau đó thì mình lại lăn. Đây, mình lại lăn tiếp này. Đấy nhá, lại lăn này. Lăn một tí là nó bám bụi đầy luôn. Đấy. Bám bụi đầy luôn các bác theo. Thì rất là tiện luôn. Rất là sạch sẽ vệ sinh nhá. Giường thảm rồi quần áo rồi lông thú lông thiếc các bác vệ sinh thì nó rất là tiện. Sạch sẽ lắm. Đấy, các bác lăn đi cho em. Sạch sẽ luôn. Sau đó thì các bác lại lắp vào. Đó. Giá thì bên shop đang gửi tới các bác một cái con lăn như này. Giá của nó sẽ là một bộ này của nó là 25.000, bao gồm cho các bác là 3 con lăn, 3 con như này 25.000. Tiếp theo thì em lên cho bác cái vòi nối nhá. Con vòi nối này thì giá sẽ là 70.000. 70.000 cho con vòi nối như này. Các bác chỉ cần là xoáy vào cái đầu gen nguồn nước nhà mình là xong. Nó sẽ có hai chế độ, một là chế độ vòi hoa sen, hai là chế độ vòi ở giữa như này, rất là tiện. Vòi nối giá là 70.000 cho con vòi nối như này nhá. 70.000. Tiếp theo thì em lên cho bác ba cái loại xịt rửa này. Đấy. Đầu tiên nó sẽ là xịt nhà tắm này. Xịt nhà tắm thì con này giá của nó sẽ là 40.000 nhá. 40.000 cho chai xịt nhà tắm như này. Đây thì nó sẽ là một cái dòng bọt kem như này các bác này. Đấy, xịt nhà tắm nhá. Đấy, vết các vết bám vết bẩn ở trên nhà tắm, đồ sành đồ sứ. Đây. Đấy, xịt nhà tắm 40.000. Con này thì xịt bếp này, chuyên trị dầu mỡ các kiểu này. Đây. Cũng là dạng kem nhá. Đấy, dạng kem như này. Đó. Con này thì các bác dùng để xịt bếp đi em. Chuyên dầu mỡ nhá, dầu mỡ các vết bám dầu mỡ. Đó, con này là 45.000. Còn đây là một cái chai xịt cái này nó là xịt cái gì đây? Hả? Cái này là xịt vệ sinh điều hòa nhá. Đây khử khuẩn các bác này. Vệ sinh điều hòa khử khuẩn các bác nhá. Đó. Giá thì sẽ là 45.000 cho chai xịt vệ sinh điều hòa như này. Đấy các bác bóp đều cho em, sau đó thì mình xịt đây. Đây nó có cái lẫy mở đây các bác, tháo cái này ra này. Tháo lẫy này ra mình xịt nhá. Đó. Thì các bác lên cho em là xịt điều hòa nhá. Xịt điều hòa con này thì giá sẽ là 45.000 cho cái chai xịt điều hòa như này nhá. 45.000 vệ sinh điều hòa. Tiếp theo thì nó sẽ là con kích điện 175.000. Con này thì kích từ điện ắp quy 1224 lên 220. Nhà bác nào có ắp quy, kể cả ắp quy xe máy, các bác tháo ắp quy xe máy ra, tháo cái ắp quy xe máy ra câu vào là xong. Đó là kích điện 220 dùng để sạc giết các thứ ok hết nhá. Tiếp theo thì cái cân treo nhá. Cân treo thì con này sẽ là 70.000 cái mã cân treo như này. 70.000 về nhà các bác lắp pin và là sử dụng thôi. Số của nó là số điện tử rất là dễ dùng luôn. Cân treo 70.000. Đấy, cân treo 70.000. Rất tiện ích luôn. Đó. Tiếp theo thì sẽ là con này. Con lấy dây tai nhá. Đấy, đây nó sẽ là giọng lấy dây tai bằng đèn, có đèn luôn. Đó. Có đèn nhá. Đây. Lấy dây tai bằng đèn các bác này. Đấy. Có đèn luôn. Đây, có đèn như này. Đấy, để các bác đưa vào trong cái khóe tai các bác lấy này. Đấy, nó sẽ có hai thiết bị.
một là đầu gắp như này và hai là đầu lấy nhá. Sẵn sàng pin biếc đầy đủ cho các bác luôn, có pin biếc các thứ đầy đủ hết nhá. Đây có cả cái đầu này nữa này, đầu này thì các bác cũng lắp pin và sau đó thì mình xoáy cái đầu lấy dây tai vào. Đấy, combo cho các bác một cái bộ lấy dây tai như này, giá chỉ có 60.000 thôi, 60.000 thì cái bộ lấy dây tai đèn nhá, 60.000 giá hợp lý cho các bác luôn, 60.000 cái bộ lấy dây tai đèn. Tiếp theo thì em lên cho bác cái sản phẩm đó là cái móc dán nhá. Đấy, móc dán về nhà các bác bóc cái này ra, sau đó thì dán vào cho em 2 4 6 8 10, một bộ này của nó là 10 chiếc này, 10 chiếc như này nhá. Cái này bên em bán lẻ nó sẽ là 20.000 cho 3 cái nhá, 20.000 cho 3 cái đó, 20.000 3 cái. Còn nếu các bác nào thích mua cả chục thì mua, đây một ví này là cả chục cái luôn rồi. Ok, tiếp theo thì bên shop về cho bác cái sản phẩm đó là cái bộ 5 đĩa tròn nhá, 120.000 cái bộ 5 đĩa tròn như này, 120.000 các bác. Đây, nó sẽ 5 cái đĩa, đường kính nhỏ nhất thì nó sẽ vào khoảng 18cm và to nhất thì nó vào khoảng 25cm. Đây. Đấy, bộ 5 đĩa tròn như này nhá. 120.000 cho 5 cái luôn. 120.000 cho 5 cái. Từ to đến nhỏ, 120.000. Giá vo gạo này, 75.000 cái giá vo gạo như này. Hàng inox 304, dùng để vo gạo đựng rau. Đấy, có gạo các bác cho vào đây cho em nhá, cho vào đây. Sau đó thì mình gạn nước đi là nó sẽ đọng gạo ở đây. Rồi ok, 75.000.